ê, anh ơi, anh, ê. Trời ơi, em làm cái gì mà tay em hôi hành quá vậy? Trời ơi, thì mới nấu bếp xong mới rửa tay sạch sẽ nè. Đi vô rửa tay đi. Anh làm gì mà anh chăm chú vô cuốn sách gì cho em coi coi. Đưa đây cho em coi. Đâu có gì đâu. Hả? Cuốn sách này để dành riêng cho đàn ông coi mà em coi làm cái gì cái trời cuốn ơi, sách này mà. Có cuốn sách dành riêng cho đàn ông mà chăm chú vậy tôi biết rồi, hình đàn bà không mặc quần áo phải không? Ờ không phải hình đàn bà. Cái hình gì? Hình đàn ông. Trời đất. Ờ không sao. Trời em làm anh lộn xộn em không trời biết ơi. Nói cái gì. Thì cái sách này á là đàn bà với đàn ông chụp chung, mày mối anh cho em coi. Thôi đưa đây cho em coi đã. Thôi cái này không có coi được. Anh bây giờ anh có nhiều cái hành vi kỳ cục lắm nha em nói thiệt. Sáng nay anh nói anh lên hãng nè, anh họp quan trọng, sao giờ này anh chưa đi? Bây giờ mới có 7 giờ sáng à em ơi. 7 giờ hồi nào trời, chưa trời chưa chật 11, 12 giờ trưa rồi. Thôi chết rồi, cái đồng hồ anh nó chết. Nó chết nghĩa là không có chạy được rồi. Thôi bây giờ em vô anh lấy áo đi anh. Lấy đi. Gì anh kỳ cục lắm á nha. Mai mốt về anh cho em coi. Ờ nhớ đó, ừ. Anh sao đâu á. Trời ơi đúng là đàn bà thiệt tình, cái gì cũng tò mò. Nói hoài khi nào cũng tò mò hết trơn á. Nè, cái áo được không? Được. Đó rồi cái... Thôi giờ anh đi nha. Nhớ ngày chiều cuốn sách đó là tôi nghi lắm á. Em làm cái gì mà hôm nay mặc đồ đẹp dữ vậy? Thì anh đi lên hãng em cũng đi công chuyện chứ bộ. Ừ thôi đi rồi anh lát nữa ráng đóng cửa nha. Giờ anh rồi. Đi á. Ừ. Trời ơi, chồng con cái nói đi là đi vậy đó hả? Chứ gì nữa. Nè, quỷ sứ gì đâu không. Chồng tôi kỳ ghê nha, đưa má quánh vô đây à. Mới vậy toàn là chọt chẹt hoài tới giờ chưa có đứa con nào hết trơn á. Thiệt tình vậy đó à. Mà cái ông này sẽ kỳ cục, bây giờ hành vi kỳ cục chị lắm. Chị Ngọc ơi, trời đất ơi, tôi gặp chị tôi mừng quá chị Ngọc. Trời đất ơi, tôi thiệt cái chị nha. Gì vậy? Mời chị ngồi. Trời ơi, nhà tôi mà anh mời là sao? Thì chị không mời tôi mời cũng vậy thôi. Ngồi đi. Cái chuyện gì? Ơi, tôi nói chị nghe nè. À. Nguyên một đêm ngày hôm qua chị. À. Tôi tức tới nỗi tôi ngủ không được á chị. Sao vậy? Ờ. Sao ngủ không được? Chứ sao? Ăn bậy ăn bạ Tào Tháo được phải không? Phải. Như Tào Tháo còn hơn Tào Tháo chị. Cái chuyện gì? Thì có tôi vậy nè chị. À. Mà người ta nói tôi bà tám. Chắc tại nhiều chuyện quá chứ gì. Đó. Chị cũng nói vậy được nè. Tôi nói chị nghe số là gì. À. Chị biết vợ chồng linh kèn không? Biết chứ trời, hai vợ chồng hạnh phúc lắm á, dễ thương lắm á. Ờ, hai chồng dễ thương lắm. À. Vậy mà từ rồi chị biết không? À. Tôi đi ăn vô nhà hàng. À. Tôi vô nhà hàng tôi thấy anh đi ăn với con nhỏ nào chị? Hả? Cái gì? Sao? Đang như nào? Nhỏ sao nhỏ chà già trẻ mà nhỏ sao nó nói gì mà bà ăn cái gì mà ăn món gì mà nó xong nói luôn. Đó vậy mà bà tám nè. Mà cái chuyện trời, ta xíu xíu quá. Tôi hỏi nóng giùm chị người ta tôi hỏi. Nóng cái gì? Chị phải bình tĩnh nghe tôi nói nè. Tôi nói chị nghe. À. Tôi thấy anh đi ăn cái nhỏ nào á. Ừ. Phải không? Mà hai người hình như nhìn nhau bằng cặp mắt kỳ lắm. Rồi thôi đúng rồi. Không giống như là cặp mắt tôi nhìn chị. Rồi sao nữa? Rồi xong rồi hai người nói chuyện với nhau. Nói chuyện. Cái tôi thấy anh tự nhiên anh vuốt tóc con nhỏ chị. Vuốt tóc con nhỏ. Rồi con nhỏ tự nhiên nắm tay anh bóp như này. Trời ơi, vậy đúng rồi. Thôi đúng rồi. Rồi sao nữa? Đó xong rồi chị biết sao không? Tôi thương ảnh. Tôi thương cái vợ Linh nữa. Chuyện gì ông? Vợ anh ta ông thương cái chuyện ôm đầu máu à? Không phải, tôi thương tình bạn. Rồi sao nữa? Tôi mới suy nghĩ coi. Tôi sợ tôi nói thì tôi nhiều chuyện. Mà tôi không nói thì tôi ngứa. Bởi vì tôi mới về tôi suy nghĩ chị. Rồi. Tôi mới gọi cho vợ anh. Trời ơi, anh kể cái vụ đi ăn với con bồ cho vợ anh Linh nghe. Không phải, tôi nói khéo lắm. Nói sao? Tôi nói sao? Khéo lắm. Tôi suy nghĩ trước cái điện thoại 5 phút đồng hồ. Rồi. Tôi bắt điện thoại tôi gọi. Rồi nói anh sao? Tôi nói nhẹ nhàng lắm. Nói vừa phải đừng có làm. Tôi nói chị Linh nè. Tôi thương vợ chồng anh chị lắm. Tôi nói cái này chị đừng có ghen nha. Rồi tiếp tục. Đó, tôi nói vậy thôi, tôi nói nhẹ thôi. À. Tôi nói tôi thấy anh đi với con nhỏ nào đó. Rồi anh vuốt tóc con nhỏ. Rồi nhỏ bóp tay anh. Đôi mắt rưng nhìn nhau. Rồi chị Linh chính làm sao? Chị nói cảm ơn anh nha, cục một người cái. Chết rồi, trời ơi, cái trái nhà anh ơi ghê trái quá. Trái nhà nói vậy thôi mà ghen á. Sao buổi tối ba gọi ba chửi tôi. Hả? Ba gọi ba chửi tôi đã, hoặc ông gọi ba chửi tôi. Trời ơi, vợ chồng gì vô lý vậy? Người ta giúp cho để ngăn cản ba cái vụ bồ bịch đó. Mà tự nhiên chửi là sao? Kỳ cục quá, hai chồng kỳ cục quá hả? Thì bởi vậy. Mà tại sao chửi? Chửi tôi nói tôi nhiều chuyện. Nói là ảnh không phải đi ăn với nhỏ nào hết á. Đó là nhỏ em gái của anh ở tiểu bang khác qua thăm ảnh. Đó, bậy theo không? Cho Linh dây sao vậy? Bởi tôi nói là mấy thằng cha đàn ông mà có bồ nha. Nói láo dễ sợ. Tôi hỏi nè, em gái ngồi ăn với em gái tại sao lại vuốt tóc, rồi nắm tay, rồi mắt rưng, thấy không? Làm sao vậy được chứ? Không phải. Sao? Tại phần vuốt tóc với nắm tay, tôi nói thêm. Trời ơi anh. Kỳ lắm chị ơi, mà kể chuyện cho người ta nghe phải thêm mắm thêm muối. Chú Phước ơi, trời ơi. Trời ơi, chết đó, trời, phá gia ca người ta vậy là chết, đừng có thêm bậy thêm bạ nữa. Tôi nói được rồi, tôi khỏe quá. Tôi xin phép chị, tôi về tôi ngủ tiếp nha. Rồi đi. Trời ơi, tôi mệt quá. Nói vậy đó, không nói tôi ngứa miệng. Ủa, quên nữa, quên nữa, trời ơi. Cái chuyện tránh mà tôi quên nữa. Chuyện gì nữa? Rồi, tôi mới tìm chị ông thầy bói. Gì vậy? Có thầy bói hả? Thầy bói gần nhà mình không hả? Thầy nào vậy? Coi chỉ tay hay là coi bói bài hay coi gì? Trời ơi, tôi mừng lắm nha, tôi đang cần thầy bói. Ủa, thầy bói tôi có. Thấy không?
Bởi vì mấy nghe mấy bà mà nghe tới thầy bói giống như là mèo thấy mỡ. Thôi tụi ta có chuyện bực mình đang có khúc mắc ở trong đầu đây nè. Trời đất ơi chị ơi, cái ông này ông coi hay quá chừng trời chị ơi. Vậy hả? Ông coi vô cùng hay. Vậy hả? Anh coi chuyện mà anh biết. Trời đất ơi, tôi coi rồi tôi mới nói. Trời vậy hả? Coi sao? Coi tôi không bao giờ nhiều chuyện hết á. Rồi sao? Thấy chính mắt tôi mới nói. Vậy hả? Tôi đi coi rồi chị. Ừ. Chị biết không? Tháng trước tôi bị mất cái bóp. Tôi tìm hoài không ra. Rồi tôi mới tới tìm ổng. Rồi tìm ông thầy bói. Ổng hỏi tôi một câu như vậy thôi mà ổng đoán được. Sao nói đi. Ông nói con ơi, lần cuối cùng con gặp cái bóp ở đâu? Tôi nói vậy thôi, ông nói liền. Dạ thưa thầy, lần cuối cùng gặp cái bóp ở nhà. Ông nói rồi, cái bóp con mất trong nhà. Hay quá. Trời ơi vai. Hay quá. Thầy bói là tâm lý rồi, hay quá. Tâm lý. Còn nghĩ nữa. Rồi tôi hỏi thầy ơi, con tìm hoài không ra. Nhờ thầy tìm giùm con. Ổng hỏi một câu thôi, ông biết liền. Nói dạ thưa thầy, con tìm hết ở trong nhà rồi. Rồi. Chỉ còn cái toilet con chưa tìm. Trong toilet là chưa tìm. Rồi, ông nói bây giờ con về nhà tìm trong toilet. Rồi anh sao? Tôi vô toilet thấy ở dưới toilet. Trời đất ơi, ông còn quá hay chị ơi. Hay quá. Trời hay quá. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi tìm cái bóp rồi đó, còn tiền trong đó không? Không. Trời ơi. Vậy thôi tìm bóp làm chi? Không phải, tại tôi nhờ ông kiếm cái bóp mà quên nói tìm tiền. Ủa vậy hả? Tôi tức quá chị. Tự nhiên cái bóp trong nhà có mình tôi nhớ bộ tôi à. Rồi tự nhiên mất à. Cái tôi mới hỏi ông vậy, và thầy có biết ai lấy không? Rồi ông nói sao? Cái ông hỏi như vậy thôi là ông biết người lấy nè. Ông hay hỏi quá ha. Ông nói dạ thưa thầy, bữa đó là ở nhà con chỉ có nhớ bộ con thôi. Và sao bữa đó nó mất tiêu luôn. Tức là sao cái bữa mất tiền nó biến mất. Ông nói rồi, con nhớ bộ con lấy. Hay quá. Ngày chốc mấy bữa sau tôi kiếm mày không ra. Trời, hay quá, hay trời quá. Thôi, hay quá, tụi nó ăn nghe nè, anh quen, ai anh quen, cẩn thận, người đàng hoàng quen, đừng quen bậy bạ, trời ơi, chết á. Thôi, ai biết được nè. Hay quá, tụi nó anh nghe nè. Nhưng mà cái ông này, tôi kêu chị nha. Ông ở đâu vậy? Ông ở vùng này không? Thầy bói tôi coi hết mà sao tôi nghe lạ quá. Ông không phải cái vùng này. Ông Bình Miên á. Bình Miên. Lâu ông tới qua đây chơi thôi à. Bình Miên là coi hay lắm nha, bùa phép dữ lắm á. Ông là đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Tử đó. Đệ tử chân truyền của Cốc Tử, ông tên gì? Người ta Quỷ Cốc Tử, ông Quỷ Kiếm Sầu. Trời, nghe cái tên này lạ quá. Lạ lắm, trời, hay tôi chưa bao giờ chú nói nghe nè. Bây giờ vậy hãy giúp tôi đi, tôi đang có chuyện bực mình lắm. Hay không, hay lấy hẹn coi giùm tôi được không? Rồi tôi hẹn chị rồi. Dạ hả? Biết bạn mê coi bó, tôi hẹn tuần sau gặp chị á. Bậy, trời ơi, tuần sau tôi chết, tôi đang bực mình lắm. Có chuyện mình hả? Có chuyện gia đình bực mình, kêu liền tới giờ giải quyết liền. Dạ hả? Tôi thích làm rẹt rẹt vậy đó. Bà phải bực mình liền hả? Để tôi gọi bà nhập để thử đó nha. Ráng. Ông này ông cũng nể tôi lắm á. Rồi ráng. Hello. Dạ thầy, dạ. Con dạ thưa thầy. Dạ con là Phước cây xăng à thầy. Dạ không, con phải chủ cây xăng, con bán cây xăng. Dạ thưa thầy, có bà này muốn nhờ thầy coi được không thầy? Dạ ngày mai á thầy. Ngày mai? Ôi thôi dạ không được thầy, bà nóng lòng lắm thầy. Tại vì bà này bà tuổi dần, bà nóng tánh lắm. Dạ muốn coi liền ngày hôm nay. Dạ bà này bà còn trẻ. Dạ bà mới có chồng lâu rồi mà chưa có con. Dạ chồng bà lớn bà 3 tuổi. Dạ gì vậy? Ủa, tự nhiên nói à? Dạ không có nha thầy. Dạ thầy tới liền hả thầy? Dạ Tới liền không? Nhà chị đâu? Hả? Địa chỉ đi chị. Nhà tôi hả? Số 17 Phil Mignon. Có nhà bà bò hả? Hả? Dạ nhà bà số 17 Phil Mignon. Dạ thầy tới liền hả thầy? Dạ cẩn thận. Không trời. Bà hờn quá. Được rồi. Hờn quá tôi nói, tôi nói anh Phước nghe nha. Trời, tôi nói con người tôi tin ở cái số dễ sợ lắm. Tôi tin kinh khủng vậy đó. Tôi có một nhỏ bạn nha. Tên ấy nó thích lấy chồng bác sĩ lắm. Nó cặp toàn là bác sĩ. Nó cặp cha bác sĩ tim nè, cha bác sĩ phổi nè, cha bác sĩ phật mề nè, cha bác sĩ lòng nè. Trời ơi. Hả? Chị kể lộ bác sĩ nghe thèm phá lấu à. Không, lòng là bác sĩ ruột đó. Trời, nó chỉ là bên cơ quan bên trong đó. Gọi là bác sĩ nội tạng. Nội tạng đó. Vậy mà cuối cùng nó không lấy được bác sĩ. Chết không, tội nghiệp không? Trời ơi. Mơ lấy bác sĩ không lấy bác sĩ, vậy lấy ai vậy? Tỷ phú. Tội nghiệp. Trời ơi, tự nhiên nó thấy cha tỷ phú đẹp trai mà giàu mà độc thân, trời ơi, nó bỏ anh bác sĩ lấy tỷ phú, có phải là cái số không? Đúng là cái số mà trời. Bởi vì tôi nói cái số hết rồi. Bây giờ chị lo sửa soạn nha. Rồi tôi sửa xong. Tôi đã đoán ông này khó lắm. Ông kiếm nhà mà không ra là. Sao ông đi vậy đó? Ông gần dữ vậy? Không, ông bay không mà. Vậy hả? Ông Quỷ Kiếm Sầu mà. Trời ơi. Trời ơi, ráng đùng con. Dạ. Tức ông. Ông vô, tới rồi. Dạ, mời thầy vô. Cái thì cái hẳn. Dạ, cái thì cái hẳn. Thôi thì thôi à. Thôi thì thôi. Cái hẳn tôi không đẻ. Cái hẳn tôi không đẻ. Cái gì vậy? Trời ơi, nãy nghe cái gì mà cay đẻ, cay làm sao đẻ được? Nói gì vậy? Cái ông này, ông bên Miên, ông nói tiếng Lào. Hả? Ông nói là tướng bà đẹp lắm. Nhưng mà đừng có đẻ nhiều. Đẻ nhiều xấu. Thank you.
Dạ. Nói nghe nè. Gì? À, nhưng mà ông có biết tiếng Việt chứ tiếng Biên tiếng Lào sao tôi biết tôi hỏi được. Trời ơi, em chọc ông đi ông chửi cho nghe. Ồ vậy dạ. Ông không thành tiếng Việt lắm. Để tôi chào nha. Dạ, chào thầy. Nói nghe nè. Gì? Bốn trái đuôi sao đây mắt kiến đen thì lười vậy? Không. Bậy. Bậy bà. Dạ. Đeo cho nó có vẻ huyền bí rồi chứ đuôi mẹ gì. Đừng nói bậy. Dạ. Đừng nói bậy. Dạ, dạ, bậy. Dạ, xin giới thiệu với bà. Dạ. Đây. Dạ. Chim tinh gia, quỷ râu xanh. Không phải phải. Quỷ kiếm sầu lộn. Dạ, dạ, dạ. Dạ mời thầy. Dạ mời thầy vô. Dạ thầy, dạ, dạ mời thầy. Dạ mời thầy ngồi. Dạ mời thầy ngồi. Dạ, 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 dạ thầy. À, nghe nói chắc thầy không phải người dùng này phải không thầy? Tại vì thầy bói đây em quen hết mà sao thầy thấy mặt thấy lạ quá à thầy? À, tôi là người Campuchia. Dạ, dạ biết người rồi. Người Việt gốc cây. Hả? Không biết. À, gốc Việt. Dạ, dạ. Dạ, nghe anh Phước anh nói thầy coi đúng dữ lắm, coi đúng 100% luôn phải không thầy? À, không phải tôi coi đúng. Dạ. Nhưng mà từ cái bộ bài nó nói đúng thôi. À, vậy hả? Ôi, dạ. Có bù phép ghê gớm lắm. Bù phép ghê gớm lắm. À. Thế ông bà có bao giờ thấy cái bộ bài này chưa? Dạ chưa, trời bài em rành lắm, coi như xì phé, xì dách, cách tê, sập sắm. Bài cào em rành lắm, mận cái bài này sao chưa biết thầy? À, đây là bộ bài Tarot. Oh. Người ta mới tìm thấy trong kim tự tháp ở Ai Cập. Dạ. Bên cạnh dòng sông Nin đó. Em dạ. Biết rồi, cái sông Nin nó cạnh sông Sen á. Dạ, sông Sen bên cạnh dòng sông Hương á. Quê, quê. Dạ. Dạ. À, thế hai người có đọc lịch sử về Ai Cập không? Dạ giờ đâu đọc thầy. Thế thì lại còn càng không biết nữa. Dạ, dạ. Vua Pharaoh của Ai Cập trước khi chết thì triều đình có định chôn theo 300 cung nữ để xuống dưới suối vàng hầu hạ vua. Trời ơi, vua nào sướng vậy trời. Này. Ông chịu không thầy? Không. Trời ơi. Vua không chịu, vua chỉ xin chôn theo cái bộ bài này xuống dưới tuyền đài để coi bói cho những người bên kia thế giới thôi. Vậy à. Em biết ông vua này vua gì rồi. Vua gì vậy? Cung nữ mà không chịu là vua bóng rồi. Ê, thôi. Nói bậy bạ mà. Bạn thắc mắc vậy. Tự nhiên sao chết hết số rồi còn coi bói chi nữa mà chứ ông bài chi vậy thầy? À, không, cái... không anh Phước. Đúng rồi thầy. Thôi bà tập trung đi để tôi coi cho bà nha. Dạ dạ tập trung đi. Dạ. Ông nhập đó, ông vô đó. Trời quá linh thiêng, bù phép quá linh thiêng. Quá vậy. Đó. Đừng trúng kia kỳ lắm thầy. Bù phép không bao nhiêu. Thấy ghê không? Đó. À, rồi. Cái gì vậy? Ghê quá, ghê quá chú Phước ơi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Xin lấy số thứ tự. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ vậy? Thôi trời, nó nghe anh Phước ơi. Sao? Bây giờ rước tới rồi để một mình tôi coi, chú coi làm chi rồi vô rồi lạc quẻ làm sao? Tôi đâu coi đâu, mình chỉ coi mà. Chứ lấy số thứ tự làm chi? Ai biết. Thầy. Dạ có người coi lấy số thứ tự làm chi thầy? Dạ. Bố tôi mà muốn gặp tôi cũng phải lấy số thứ tự. Đợi. Gì? Không có tật. Mà có tật thì có tài. Ủa vậy hả? Dạ phải lấy phải không? Dạ lấy, dạ, dạ, dạ lấy số thứ tự. Tôi số 1. Hay quá, hai người bà số 2. Tôi số 1, dạ, 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 có số rồi thầy. Dạ. Số 1. Dạ, dạ đây thầy. À, dạ thầy ơi, à, em nói thầy nghe nè. Bây giờ đặt tiền quẻ trước hay là coi xong rồi mới trả tiền hả thầy? À, cái chỗ quen biết với chú Phước à. Thôi để tôi coi cho bà xong, nếu tôi coi trúng thì bà trả tiền cho tôi. Ờ vậy hả thầy? Dạ, bao nhiêu hả thầy? À, nếu tôi coi trúng thì 300. 300? Trời đất ơi, vậy còn nếu coi sai sao thầy? Coi sai tôi bớt cho bà 10 đồng. À, nhưng mà bà không thể nào hỏi câu sai với tôi được. Với dạ. Thầy nào thì được, nhưng với tôi xin bà miễn cho. Dạ dạ, dạ. Vậy hả thầy? À, thầy em nói thầy nghe nè, bị chuyện này chuyện cũng chuyện gia đình riêng tư á thầy, cho nên em nói với thầy rồi thầy giải quyết giùm em, đừng nói cho ai biết, em không thích ai biết hết nghe thầy nghe. Dạ đúng rồi thầy. Dạ. Chuyện riêng tư thầy đừng nói ai nghe hết. Dạ dạ. Tức là bà không muốn cho người khác nghe chuyện riêng tư. Dạ không, đừng cho ai nghe hết. À, nghe đừng, nó nhiều chuyện lắm, chị em với thầy thôi hả thầy ha. Dạ bà không muốn người thứ ba biết đâu. Dạ. Dạ. Thế anh người thứ mấy? Dạ em người thứ ba. Ủa? Mấy người thứ ba? Một, hai, ba. Vậy ai nói tôi gì chuyện nữa tôi chửi á. Bây giờ xin phép thầy vô, em vô thầy. Ờ vô bếp là lo làm tôi nước cho thầy. À, đi nha. Dạ. Thầy thầy nói nhỏ, cái tật em nghe hay kể. Vô lo nước giùm đi. Dạ dạ. Cái gì vậy thầy? Ba tuổi dân. Trời đất ơi, thầy hay quá vậy thầy. Trời, làm như là có ai nói cho thầy biết rồi đó. Dạ em tuổi dần thiệt đó thầy. Trời mà không có thầy bói nào mà đoán em, thầy coi tướng em bữa có chỗ nào giống con cọp cái lắm sao thầy đoán tuổi dần thầy. Cái mạng bà xui quá. Cái sao? Tuổi này xui quá. Dạ đúng rồi thầy ơi, cho em khổ tinh thần lắm thầy ơi. Tôi nhìn thấy là bà từ lúc sinh ra cho đến lúc bà chết đi. Dạ. Bà chỉ có đúng một ông chồng. Trời ơi, sao em thiệt thòi dữ vậy thầy. Trời ơi, vậy là em thua bạn, em thua bà quá trời. Mấy con bạn em con đạm 2-3 đời chồng, sao em có một đời vậy thầy. Trời, có cách nào cải số được không thầy? Ở bên Việt Nam thì khó, nhưng mà mấy cái nước Âu Châu thì dễ. Nhưng mà nhất là Mỹ thì bà cứ chọc cho ông chồng mà đánh cái ly dị là xong. Dạ. Nhưng mà tôi nhìn thoáng qua bà sẽ có một cái tin vui lớn lắm, 2 năm nữa mới ứng nghiệm. Tin vui lớn lắm, 2 năm nữa ứng nghiệm em biết rồi.
chắc là trúng số mà ông thầy. Vui hơn trúng số. Trời, cái gì mà còn vui hơn trúng số nữa thầy. Bà già chồng bà sẽ chết. Trời ơi, khỏe thầy ơi, vậy khỏi gây lộn, khỏi hầu hạ thầy cái đó đường thầy dạ dạ. À, chồng bà lớn tuổi hơn bà lấy chồng cũng lâu rồi mà chưa có con. Trời ơi thầy. Trời thầy hay quá thầy ơi, làm như có trời mắt cho thầy, sao thầy nói văn vách vậy thầy. Hay quá thầy ơi, trời thầy coi đúng quá, giờ em chưa có đẻ đứa nào hết trơn thầy. Ai nhìn cha thầy bói ở đầu đường kia kìa trời, chứ nhìn em vậy mà cho nó em có cháu ngoại thầy. Bậy, bậy quá bậy. Cái bậy không? Dạ, thầy đã đúng quá thầy ơi. Nhưng mà tương lai bà sẽ có con, bà có tới 5 đứa con. Dạ, em còn có 5 đứa con gái luôn thầy, Vũ Long công chúa thầy. Hy vọng là, hy vọng là như vậy. Dạ, dạ. Dạ, thầy coi dùm em việc tới cái chuyện mà vấn đề là quan trọng đó thầy. Ờ, bây giờ bắt đầu tôi coi qua bài. Dạ, qua bài, dạ. Dạ. Bây giờ bà đừng để cho tư tưởng bà bị dao động. Dạ, dạ. Xin bà nhắm mắt lại. Dạ, nhắm mắt. Bà có thấy gì không? Dạ, thấy thầy. Thấy cái gì? Tối thui. À, đúng, đúng. Bây giờ bà từ từ đưa tay phải ra phía trước. Dạ, tay phải ra. Sang qua bên tôi, lấy hai lá bài. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Bà lấy chưa? Dạ đã rồi thầy. Bà lấy được gì? Mở mắt ra thầy. Ờ, 100 đô la. Thế trời ơi, 100 đô la của tôi. Ủa, trời ơi, tôi nói bà lấy bài mà đi móc túi tôi. Thầy nó sàng qua sàng qua, cậu rút rồi rút thì ai biết được đâu. Thôi thôi đừng để tư tưởng giao động. Dạ dạ. Rút lại đi, rút lại. Có cần nhắm mắt không thầy? Thôi khỏi. Dạ. Rồi bà ấy lại mất tiền tôi nữa. Vậy thôi khỏi nhắm. Dạ dạ. Rút lá trên lá dưới hả thầy? Bà muốn rút ra nào bà rút. Dạ. Trời ơi, em run quá thầy ơi, em run quá thầy ơi. Cầu cho cái bản mệnh em cho nó tốt tốt xíu thứ thầy. Bà ơi. Dạ. Bà có thấy gì đây không? Cái gì vậy thầy? Bà có thấy một người đàn bà khỏa thân đang múc nước bên dòng suối trong không? Thấy thầy. Con mẹ này vô duyên quá thầy ơi, đi múc nước mà không mặc đồ là sao vậy thầy? Trời mà coi này cái body gì mà không mặc đồ là sao? Em còn chưa dám sexy mà con mẹ nó dám sexy là sao thầy? Mà coi cái mặt quá vô duyên thầy ơi. Cái này ai thầy nói em nghe, có ai vậy thầy? Ai? Là bà. Hả? Ơi. Là bản mệnh của bà. Thế bản mệnh em gì kỳ vậy thầy? Bà còn đây. Dạ. Bà thấy hình con quỷ này không? Em nhìn lại mấy con quỷ liền bị nó giống y chang thầy à. Hí. Dạ không có. Đây là kẻ thù của bà. Dạ. Sẽ đâm vào bụng bà. Trời đất. Kẻ thù. Đúng. Thầy ơi, em làm gì có kẻ thù thầy? Có. Bà có một kẻ nội thù luôn luôn ở cạnh bên bà, rất thân thiết và gần gũi với bà. Trời ơi, thầy làm em nổi da gà, thầy cho em làm gì có kẻ thù mà bên cạnh em, thầy giỡn thầy. Tôi nhìn thấy kẻ đó có âm mưu đâm vào bụng bà nhớ. Dạ. Đâm từ trước bụng ra đằng sau. Trời ơi, người đó đàn ông hay đàn bà thầy? Đàn ông. Cái gì? Một người đàn ông. Đúng. Bên cạnh lúc nào cũng muốn đâm từ đằng trước ra đằng sau. Đúng. Trời ơi, cái gì mà ghê quá thầy ơi. Thầy em nói thầy nghe nè. Thầy coi là giùm em coi hình dáng người đó làm sao. Nó có vô côn vô đảng giống thầy không hay là. Có em run quá em nói. Để em biết cái người nào em tránh thầy ơi. Trời em run quá. Thầy coi giùm em đi thầy. Là ai tôi không cần biết, nhưng tôi chỉ biết đó là một người đàn ông. Và bài tarot nói như thế nào tôi dịch lại cho bà nghe như vậy thôi. Ủa, cái gì ghê vậy. Và bây giờ tôi xin trả lại sự yên lặng cho bà suy nghĩ. Thôi. Trả tiền tôi về. Hả? Gì trả tiền thầy? Thầy nói là chị nào bói đúng mới trả tiền. Trời em chưa bị đâm xem biết đúng mà trả tiền thầy. Ủa sao bà nói ngang vậy? Người ta coi xong bà trả tiền nữa tôi về tôi bói cho người khác chứ. Mà chừng nào em bị đâm em đúng thì em mới trả chứ. Giờ thầy nói chừng em đâu biết em đúng hay không đâm sao em. Ủa, biết được. Cái gì gì kỳ vậy? Đây nè anh Phước nói nghe. Dạ hả? Thầy nói là chừng nào đó mà coi như đúng thì mới trả tiền. Trời coi bói tôi đâm mà tôi chưa bị đâm sao mà tôi bắt tôi trả tiền là đúng không? Ờ dạ. Ông dẫn tôi đến đây coi cho bà coi xong bây giờ bà trả tiền cho tôi về chứ. Dạ. Thôi bây giờ quen cho anh, bây giờ anh lấy tiền trả ứng trước tôi 300 mà muốn tôi trả lại cho anh. Dạ. Dạ cái đầu anh cái tiền tôi đâu. Dạ. Trời ơi anh Phước ơi anh làm gì vậy nè. Trời ơi tôi quên. Trời ơi sợ nghe nhiều chuyện không nghe. Nhét ơi đừng nghe. Trời ơi. Ủa chủ gì vậy. Đây nè thầy bói tôi bị đâm. À. Mà tôi chưa bị đâm làm sao mà tôi có tiền mà tôi trả được. Trời ơi, đối bà bị đâm hả? Ừ. Nhưng mà bối thầy nói 300 thì trả 300 đi. Ừ. Rồi khi nào chị bị đâm thì trả thêm cho ổng 200 nữa. Đáp rồi. Mấy lỡ tôi bị đâm mạnh quá tôi chết rồi sao? Thì tôi lấy tiền phúc điếu chị cho ổng 200. Trời đừng nói bậy bạ trời ghê quá hả? Lấy trả tại bà ơi. Trả hả? 200 một bạc chị kỳ quá. Trời ơi nhưng mà nói gì ghê quá trời, gì chú nha tôi mới trả nữa. Ấy đi rồi mới ổng gỡ cho. Gỡ hả? Ờ. Khổ ghê đó. 300 bạc làm nhiều. Sao bói cái gì kỳ cục quá vậy nè. Thầy thầy có cà thẻ không thầy? Chỗ nào đâu cà. Chết thầy vậy hả? Anh Phước. Hả? Có tiền lẻ không? Có xong có. Mấy đồng? 400, 300. Trời đất ơi. Trời ơi tiền lẻ là 300.
cho mượn 300 trả thầy đi rồi mới tôi trả lại cho chứ không có tiền bà mặt đây. Uy tín quá. Bà chơi cha người ta mượn tiền lẻ mà tiền lẻ là 300 tiền lẻ. Ở đâu ra 300 vậy trời. Nè. Đó dạ đó dạ, dạ thầy, thầy lấy đi thầy. Merci. Dạ. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Dạ. Bà chồng khóc. Dạ. Trời ơi sao mặt ông ngầu quá vậy? Trời ơi. Hả? Chị bị đâm thiệt hả? Trời ơi, thế bói nó là tôi bị đâm. Trời, trời ơi, ghê quá trời. Chị nhớ kỹ cô là chị có bị gặp kẻ thù nào không? Không, trời ơi, tôi làm như kẻ thù tôi hiền lắm, tôi không có thù ai mà không ai thù tôi hết á. Chị không thù ai, nhiều khi có người thù chị thì sao? Ai thù? Chị hẳn với tôi nè. Trời đất ơi. Hồi nãy tôi điện bóp cổ thì chết luôn á. Sao vậy? Tự nhiên mượn tiền lẻ mượn 300. Chứ vừa phải thôi à. Ghê quá chết cha. Tự nhiên thầy bói nói là có một người đàn ông lúc nào ở bên cạnh, bên gần, lúc nào cũng muốn đâm tôi đằng trước ra đằng sau. Một người đàn ông ở gần đâm tôi, một người đàn ông ở gần. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ai? Anh. Anh đó đâm tôi phải không? Đâm chị hả? Ừ. Đâm chi mất công vậy? Chứ sao? Thù chị lấy súng bắn hay chết thì đâm chị chi mất công vậy? Trời ơi, nhưng mà thầy... chị phải tìm nguyên do tại sao vậy? Tại sao tôi đâu có biết? Nguyên... mà thầy bói nói vậy mà nếu đúng mà tôi bị đâm thì tôi chết, tôi rờ sợ quá. Bây giờ coi coi một người đàn ông ở bên chị... gần gì có anh hay qua nhà tôi nói nhiều chuyện mà tôi thì... Trời đất ơi. Hả? Trời đất ơi. Cái gì vậy? Cái ông này ông đoán đúng quá chị ơi. Trời ơi, có cái... gì có dao rồi cái gì? How to kill a wife. Trời ơi. Những... làm cách nào để giết vợ? Trời ơi, đúng rồi, hồi sáng ông chồng tôi ông đặt cuốn sách này. Rồi con dao. Trời anh Phước ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cú phim nữa trời. Perfect murder. Trời ơi. Trong cái phim này nè, thằng cha này âm mưu giết vợ. Ghê quá. Giết người hoàn hảo. Dạ. Chị coi trong cái gì? Có tiền lẻ không? Trời ơi, gì vậy? Mượn 200 thưởng chồng trả thì đúng quá rồi. Tôi cắt cổ chị hồi đâm chị đâu. Chứ sao vậy? Trời ơi, mượn tiền lẻ hoài vậy trời, 300 không à? Bà nổ tôi hả? Không có. Vừa phải đó. Ghê rung quá. Trời tôi mệt quá, tôi mệt quá. Cái gì vậy? Ghê quá. Đây nè, để tôi đọc coi. Những nguyên do khiến đàn ông giết vợ. Thứ nhất, giết vợ để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ. Trời đất ơi, chị có bảo hiểm không? Có. Bao nhiêu? 4,5 ngàn. 4,5 ngàn lần hả? Trời ơi, mà không lẽ ổng giết mình vì 4,5 ngàn? Không lẽ mạng tôi chỉ có đáng giá 4,5 ngàn thôi sao? Trời ơi, mạng chị 4,5 ngàn là nói thách đó. Hả? Trời ơi, chị có 200 bà ơi. Trời ơi, gì rẻ vậy? 4,5 ngàn. Không sao nữa. Cái gì nha? Thứ hai, giết vợ vì ghen, vì nghi vợ ngoại tình. Trời ơi, chị có hay lẳng lơ ngoài không? Không, bậy, tôi đàng hoàng đứng đắn lắm. Tôi nghe. Gì? Tôi quen với cái bà Hằng bán cơm tấm á. Trời ơi, chỉ cười với khách thôi đó. Ông quýnh cho méo miệng luôn à. Trời ơi, chồng ghê quá vậy. Ghê mà chị có cười với ai không? Có, gặp ai tôi cười với nhân loại. Trời ơi, nó cười nhân loại. Trời ơi, còn cái sao nữa? Có rồi, cái thứ ba. Gì? Giết vợ vì chồng có vợ bé, rồi vợ bé xúi giết vợ lớn để cướp chồng. Cái này có bộ nghi vậy? Tôi nghi đúng rồi, cái này là đúng rồi. Mấy con vợ bé là khốn kiếp. Không, cái này tôi không đúng chưa? Sao? Ai chứ ông chồng chị tôi thấy không lấy vợ bé đâu. Chứ sao lấy gì? Lấy chồng bé. Bậy quá. Tôi thấy ông này ông hơi dẻo dẻo rồi nè. Không có đâu, đúng là bậy bạ. Không phải hả? Rồi, còn cái nguyên nhân thứ tư. Nguyên thứ tư nè. Đập trong tôi mờ mắt quá. Chồng giết vợ tại vì vợ mê shopping. Chị có mê shopping không? Không, tôi chút chút thôi à. Là nhiêu tiền? Lương tháng nào vậy hết tháng đó thôi à. Trời ơi, tôi có vợ chị tôi thắt cổ tôi chết. Trời ghê quá. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Bây giờ hai chú canh giùm tôi, ổng về canh giùm tôi đi vô tôi phải chuẩn bị nha. Ghê quá trời ơi, con dao nó đâm. Ê cất con dao giùm tôi rồi chết. Trời ơi, tôi không ngờ chồng tôi vậy. Trời ghê quá. Cái gì đâu mà tự nhiên là giết vợ là cầm dao. Cái nhà này nó làm sao vậy trời? Anh Long này anh hiền lắm đó nha. Mà tự nhiên bây giờ nghĩ chuyện giết vợ. Bởi vì ở đời nè, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Ghê quá. Dao rồi tôi ghê vậy nè. Tôi nguy hiểm quá. Tự nhiên nhà lạnh lùng quá hay trời. Rồi giết vợ, giết con rồi. Rồi còn súng gì đâu dưới đây không? Mà tôi tưởng tượng nha. Tôi tưởng tượng tự nhiên mà ai mà chỉ con dao tôi xỉu quá. Cửa gì mà ghê quá. Tưởng tượng ai mà chĩa vô người tôi đó. Cái gì vậy? Không có. Cất giùm tôi mấy con dao này đi. Cất giùm mấy con dao này cho tôi. Ôi sao tự nhiên. Hả? Chị có. Chị sợ gì? Chị bị sinh bụng hả? Sinh bụng đâu sinh bụng. Sao tự nhiên độ một cục vậy? Thủ thân. Sao vậy? Nè coi nè đó. Hẹn. Trời ơi. Coi nè cỡ ra kìa dùm. Đó đó coi nè. Nó đâm trước giày đâm sau. Hẹn đó. Chơi liền. Trời đất ơi. Tôi thử. Thử coi nè. Tôi phải vậy. Gặp chồng như vậy là phải tôi trị rồi chứ. Bây giờ sao? Cất hết cái này nha. Cất giùm tôi đi, Ê. Chết cha, ông về. Núp mà chồng. Tôi run quá tôi đi không nổi à. Em ơi. Tôi đi không nổi. Thôi đi nổi không? Không nổi. Tôi cắt cổ chứ đi nổi không? Đi rồi. Đúng đi không nổi. Cắt cổ đi liền à. Em ơi. Đi đâu hết rồi? Trời ơi, cái bà này mà bà đi là đi tới mấy tiếng đồng hồ mới về á.
Hello. À, Long đây. Bình hả? Ừ, tao. Mày nhớ là cái con dao mà tao với mày đi mua ở hội chợ Đông Kinh không? Ờ. Mày cho tao mượn đi. Ừ đúng rồi. Thì con dao tao nó ngắn quá, con dao mày dài đâm mới lủng chứ. Ừ. Thì mày cho tao mượn đi. Cái gì giờ này mày đi đánh dao đánh kiếm gì? Rồi lát nữa tao qua tao lấy. Ok. Rồi lát tối đánh. Ok. Trời ơi đi đâu mất rồi. Thôi để đi lấy cho rồi đi. Thôi đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Anh đứng lại nha. Đứng lại nha. Ủa em. Đứng lại. Đứng im. Đứng im. Anh đứng im nha. Gì vậy? Tại sao nhà có dao mà anh còn đi mượn dao là sao? Thì dao nhà mình nó ngắn quá, anh mượn dao dài hơn chứ làm gì. Dao dài hơn vậy này chưa chịu. Đứng im đi nha. Bây giờ tôi biết rồi, tôi biết âm mưu của anh rồi nha. Anh muốn giết tôi phải không nè? Ngon đâm đi. Âm mưu cái gì? Đâm đằng trước đi, đâm đằng sau đi. Trời ơi em làm gì mà em đeo tùm lum vậy? Anh Phước, nè nè, ngon nè. Đâm đi. Anh Phước, anh làm cái gì mà anh qua đây anh làm xào xáo gia đình tôi còn dẫn chơi hả? Đừng. Trời ơi. Đâm đi. Bộ em thun rồi hả? Không có gì. Anh nghe anh âm mưu giết em nha. Em cho anh biết anh gì, cái nguyên nhân gì. Mấy bữa nay là tao hành động anh kỳ cục lắm. Bây giờ nó ngon đâm đi. Ngon đâm tôi đi. Nè. Đâm đi. Anh cầm đi. Đâm đi. Làm cái gì vậy? Nè, tôi nói thiệt cho anh nha. Tôi không ngờ thấy anh hiền vậy mà tự nhiên anh học How to kill a wife. Có nghĩa anh muốn giết vợ anh hả? Rồi đưa bằng chứng ra cho tôi bằng chứng rõ ràng nè. May mà có anh Phúc. Nói có sách bách có chứng nè. Đó. Ngon đi. Thì cuốn sách của anh mà. Thì cuốn sách của anh. Anh giết em mà, anh cứ học anh giết thằng này ngon đâm thì đi. Làm sao để giết vợ mà? Ghê mà chỉ là vợ mà. Anh mà. Hả? À. Trời đất ơi. Trời ơi. Nè em ơi. Chồng tôi mang. Lầm rồi. Chồng tôi mang em biết cái gì không? Ở trong hãng anh nó có buổi văn nghệ. Nghĩa là cái bữa đó là đóng kịch, thành ra bây giờ anh coi cái cuốn này để viết ra cái kịch bản. Trời đất ơi, chứ làm gì mà giết em? Trời ơi thương muốn chết mà còn giết cái gì nữa? Là sao? Có nghĩa là đọc cái này để viết ra kịch bản. Ủa? Làm văn nghệ trong hãng. Ủa? Mà em biết không, mấy bữa nay hả? Trời ơi, vậy mà anh Phước này nãy giờ trời ông nói tùm lum tà lao, nói nào là ông đưa rồi bị cướp rồi bị giết người rồi tùm lum la, làm em tưởng là anh âm mưu anh giết em. Tại anh Phước nè, trời tùm bậy tùm bạ nè, có cỡ nào đó rồi đưa đó. Làm đi. Trời ơi mà mấy bữa nay em biết không, anh hả là anh kiếm hết cái chỗ nào cũng vậy hết trơn, kiếm không có ra vai chánh. À mấy bữa nay anh suy nghĩ để kiếm vai hả? Trời ơi vậy giờ có vai chưa? Có rồi. Ai đóng vai chánh vậy? Em. Trời quá sướng. Anh có thấy chưa? Cái chồng tôi thương tôi chưa? Tôi biết chứ. Ông có nhiều chuyện làm phá gia càng tao không à? Anh. Ừ. Em đóng vai công chúa hay là tiểu thơ vậy? Em đóng vai xác chết bị sượt trương ịnh á. Ông này đó, chồng chị thương chị quá, đóng sao chơi chứ em đóng vai công chúa mà bị đâm thôi. Kệ nó, có công chúa được rồi. Tôi anh quen biết lắm á. Anh thấy tướng tôi đóng phim được không? Được chứ. Anh á hả? Vai cho anh đóng một cái vai ở trong này là anh biết đóng vai gì không? Vai gì? Bà Tám nhiều chuyện á. Đúng là cái thứ anh nhiều chuyện. Đơn quá. Ủa, gì nó ông này ai nữa đây? Thầy bói em để đem. Bà bói toán nữa. Thầy bói. Vì lương tâm nghề nghiệp cho nên tôi trở lại đây tôi nói với bà. Dạ. Hồi nãy tôi có coi cho bà. Là bà sẽ bị người khác đâm. Dạ. Tôi lầm, tôi xin lỗi bà. Dạ. Đó trời lầm hơn quá. Bà mới là người đâm người khác. Thôi. Dạ. Thầy coi bây giờ mới đúng nè. Dạ. Đúng là bói ra ma mà quét nhà ra rác. Dạ. Chơi luôn đâm. Dạ. Sao mày hả? Chà, năm nay mày về Việt Nam ăn Tết vui dữ ha. Hả, mày có đi chợ Hoa Nguyễn Huệ không? Gì, chợ Hoa Nguyễn Huệ dời rồi hả? Thôi chết, vì mày đón giao thừa đâu hả? Trong khách sạn. Vậy có dưa hấu với bưởi với chân giò đầy đủ không? Không, ý tao hỏi là có trái cây đầy đủ không đó. Có hả? Gì, sợ mày vừa phải thôi mày. Ăn hột dưa sao khoanh tay lại ăn được? Hả?
Có mấy em ngồi chung quanh hả? Hộp dưa mới vừa đem ra mấy em cắn từ hộp đưa vô miệng mày hả? Đã nha. Ờ, quên nữa, mày có ghé thăm má tao không mày? Bà già khỏe không? Ê, mày thấy cái nhà tao xây lên 5 tầng lầu cho má tao đẹp không? Tao gửi tiền về cho má tao á. Còn mày nữa, tao nói mày thôi nha, vừa phải thôi nha. Mày quen người nào có người thôi chứ mày đi có tuần lễ mà gái gọi kiếm mày quá chừng trời á. Anh Thành ơi, anh Thành. Ê, có nhỏ nào kiếm mày nữa kìa. Ê, con nhỏ này nó không có trẻ nha. Nó sồn sồn rồi đó. Tuổi có bước vào tuổi chiều tím rồi đó. Hả, gì tiếng giống. Để tao ra tao coi làm sao, tới nhà trước cửa nhà rồi, để tao vô coi làm sao. Nhà ông khóa vô đi chị ơi. Lát nhớ gọi về nha. Nhớ. Surprise anh Thành. Ủa gì vậy? Ủa, chết cha. Trời ơi, em tưởng anh là anh Thành, sao mặc quần áo giống anh Thành người yêu của em quá vậy? Trời đất ơi, chị surprise hồi tôi muốn sụp hầm luôn á. Dạ. Anh Thành đó. Em biết rồi, tại em surprise. Anh đi vắng rồi phải không? Em đợi được không có sao hết. Nhưng mà có cái chuyện này quan trọng hơn, anh chỉ giúp em được không anh? Chuyện gì? Dạ. Nói đi tôi chỉ chưa? Em ngại, em không. Nói đi tôi chỉ cho, chuyện gì quan trọng cái máy tôi chỉ cho. Chỉ giùm em ha. Ơi, nhà anh cái restroom nằm đâu nãy giờ em mắc quá anh ơi. Trời em đi xe bus sao trời em ôm cái cành đào em không dám đi đâu hết trơn á. Trời đất ơi, trong kia kìa bà. Ôi cảm ơn anh giữ giùm em cành đào anh ơi. Ê. Giữ giùm cái vỏ này luôn anh ơi. Dạ, cảm ơn anh. Đây phải không anh? Ê. Dạ. Cái đó ra sân vườn. Restroom trong này được bà. Anh đừng la lớn anh ơi. Cái tim em nó thoát là em hô lại không được là trời chết á. Đâu anh? Trong kia kìa. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi. Trời ơi, đâu vậy trời? Trời đất ơi, cuộc đời tôi sợ nhất đào mà bây giờ ôm đào nữa. Trời, khổ quá. Tự nhiên luôn đâu. Ôi dạ, cảm ơn anh. Cái mặt anh dễ thương ghê đó. Em nặng nề, cái em vô em gặp cái mặt anh cái em nhẹ ra rồi. Dạ, dạ em cảm ơn cho em xin lại cành đào. Dạ, trời ơi, giữ nó dữ lắm á. Anh ơi. Gì? Anh có cái gì dài dài cho em mượn nhát này vô được không anh? Vậy? Như vậy vậy? Cái bình bông dài dài em nhét đào vô. Trời đất ơi, bình bông các bạn. Dạ. Chuyện ghê. Có phải không anh? Trời ơi. Anh ơi mà anh Thành mới đi hay đi lâu rồi anh? Đi lâu rồi nè. Dạ. Được chưa? Đó, anh coi này nha. Đó, thấy chưa? Anh thấy không? Em mang mùa xuân tới, anh thấy chưa? Nhà anh Thành xong có chuẩn bị Tết nhất gì hết trơn à. Mai mốt nhớ đem cái cây khác nha. Ủa sao vậy? Cái mai hay là cái hồng gì đó, đừng cái đào nha. Trời ơi, cây này vừa hồng vừa đào, hồng đào mà anh không thích à anh? Trời ơi, tôi ám ảnh cái chữ này lắm rồi. Được rồi. Quên nữa anh ơi, nha, em xin lỗi nữa. Nãy giờ em giới thiệu tên em chưa? Nãy giờ bà vô bà ào ào bà giới thiệu nào đâu. Dạ, em xin giới thiệu với anh. Em tên là Duyên. Tên Duyên? Dạ. Thiệt chi, bởi vì người ta nói đúng lắm. Sao? Thường tên với người nó khác nhau lắm. Vậy nó khác sao? Nhau à? Thí dụ như ai mà tên Bạch Tuyết á, dạ. Cái ở ngoài cái đeo thù lùi mà ai mà tên Anh Dũng á, hùng tráng lắm phải không? Dạ. Cái ở ngoài cái cẩm chuột cái ý con chuột. Rồi ai mà tên Hiền á, trời đất ơi giữ như quỷ vậy. Đúng rồi, anh nói em mới nhớ đó. Anh biết không, em có ông bạn đó, ông tên Quang Minh mà chuyên môn làm chuyện mờ ám không anh ơi. Đừng chơi quê nha. Sao? Cái này tôi tên Long nha. Hả? Long nha. Anh Long hả? Ờ. Tên với người không hợp. Vậy chắc anh trụi lũi hả? Ê! Tại nó anh Long. Bậy. Hả? Không. Long này Long có O. L. Không có O. L-O-N-G. Ồ, là Long. Là L-O-N-G là lo. Anh. Cái gì? Không lẽ anh ngắn ngủn hả? Bậy. Thì tại cái, tên với người không hợp. Cái bà này đúng là tên Duyên à. Không phải, ý tôi nói là Long hay là con rồng á. Con rồng. Ít nhất anh phải nói như vậy đúng không đó? Có nghĩa là Long là rồng, rồng là một con rồng bự dài bay trên bầu trời. Gì vậy? Trời ơi, nếu mà anh tin Long là rồng là chắc ở ngoài anh nhỏ như con sâu phải không anh? Bậy. Đừng nha, này tôi trường hợp tôi khác nha. À sao? Tên với người sao nó vậy đó. Khác nha. Tên với người y chang hả? À. Thì em cũng vậy, tên với người em là y chang nhau. Em có duyên lắm anh ơi. Bà có duyên lắm. Dạ. Mà làm gì vậy? Dạ,
Em làm hãng anh, 30 năm trời em làm có một hãng à? Không phải. Hả? Tôi hỏi mày làm gì tự nhiên tới nhà cái bên em tùm lum la nguyên vỏ đồ vậy? Trời ơi, đây là đào, còn đây là trái cây của em. Okay. Anh biết không, em xin phép má em dữ lắm á. Má em mới cho phép hôm nay em lên đón giao thừa với anh Thành người yêu của em nè. Trời đất ơi, từng tuổi này đi chơi còn xin má. Cỡ này đi 3 ngày 3 đêm vẫn còn nguyên mà đi xin má nữa. Anh nói sao vậy anh? Vậy? Trời đất ơi, má coi như là 80 tuổi vẫn lo cho con gái 50 tuổi được vậy anh. Ủa vậy hả? Dạ, anh biết không đây nè. Đó. Nhưng mà tôi quên. Dạ. Tôi quên nói chuyện là em mang trái cây để em đón giao thừa với anh Thành. Nhưng mà Thành không có nhà. Hả? Em biết ảnh bận rộn, anh hay đi vắng lắm rồi, không sao em đợi được. Không vì không. Chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc mà anh đợi được. Không, nhưng mà bây giờ nó bơi về Việt Nam rồi. Không sao, bơi Việt Nam em đợi cũng. Hả? Tôi đang ở Việt Nam á. Cái gì? Nó không nói chị hả? Anh thiệt, ở Việt Nam á. Anh giỡn có duyên ghê rồi đó anh Lâm. Sao duyên? Dạ em nói thiệt anh á. Em nói anh nghe làm sao mà anh về Việt Nam được. Mới tuần trước anh gọi phone cho em anh khóc đây nè. Không sao. Anh nói là trời ơi cái đêm giao thừa nào anh cũng cô đơn hết á. Nhất là đêm giao thừa năm nay nè. Thế nào anh cũng cô đơn ăn mì gói chan nước mắt. Anh trời. Nói với em vậy mà. Trời ơi nhưng mà năm nay nó phải ăn mì gói chan nước mắt. Mở đang ở Việt Nam nó ăn phở gặm xíu quách. Hả? Thiệt. Trời ơi, anh này sao kỳ quá vậy. Ăn phở thì kêu em lên em nấu cho chứ cần gì phải về Việt Nam ăn phở làm chi. Trời ơi phở đây bên phở gói không về Việt Nam ăn phở tươi không sướng hả? Vậy là sao nhưng anh? Mà nó về Việt Nam mà nó nghe nè. Má nó bệnh nặng. Hả? Má nó bệnh nặng tôi quên nữa. Trời sao nãy giờ anh không nói em nghe. Ừ. Má nữa anh nữa. Sao vậy? Công nhận anh vợ diễu vô duyên ghê đó. Sao duyên? Má bệnh nặng hồi nào? Anh nói với em là anh mồ côi mẹ từ nhỏ. Ủa? Đó tại vì mồ côi mẹ từ nhỏ cho nên lúc nào anh cũng thiếu hơi ấm của phụ nữ đó. Trời cái thằng này tôi cũng thiếu hơi ấm phụ nữ vậy. Ha, nhưng mà không phải nó chưa nói hết. Nó làm sao? Má này má hai. Hả? Má má hai. Ba nó có nhiều vợ lắm. Ờ. Cho nên thằng này nó có nhiều má lắm. Vậy à? Cho nên năm nào nó cũng về Việt Nam lo cho mấy má bên Việt Nam hết. Trời ơi tội nghiệp quá cái chuyện này sao anh không nói em nghe tội ghê vậy đó. Tội lắm. Nhưng mà đi bất thình lình này mà không nhắn cho em một tiếng nào là chắc là trời má hai anh bệnh nặng lắm. Bệnh gì vậy anh? Hả? Hả? Có nan y không? Có trị được không? Có cứu được anh? Bệnh gì? Ung thư nách. Ung thư nách. Gì vậy? Trời anh ơi, cái bệnh này sao em mới nghe lần đầu anh ơi. Đúng rồi, bây giờ quá chất nhiều quá nó dự bệnh nó kỳ lắm. Hình như mấy má nó bệnh mặc đồ thiếu giải không à. Sao? Mặc tổng áo sát đất không à. Đó rồi, coi đi xe gắn máy nhiều quá nó gió lùa nó vô nó ung thư nách. Trời vậy đó hai vậy nguy hiểm vậy đó hai. Nguy hiểm lắm. Trời tội nghiệp quá coi như là. Tội lắm. Má bị ung thư nách. Anh coi đó thấy không đó, Tết nhất nè, bà con vui vẻ đón Tết mà anh phải chui đầu vô nhà thương tội bởi nghiệp vậy, ghê. Bởi vậy tội lắm. Thôi được rồi, tôi đem gọi về Việt Nam hỏi thăm ảnh. Ủa, chị có số điện thoại đó hả? Có anh. Ủa, sao chị có? Tại vì mấy đợt trước đó, anh về Việt Nam đó, mà tội nghiệp lắm. Anh về chừng 2 tuần cái anh bị rớt cái bóp à. Trời đất ơi. Thế là anh hết tiền, anh gọi qua rồi em gửi tiền về. Đó, cho nên là em có cái số phone nữa bên Việt Nam nè. Trời đất ơi, dạ. Gặp sư tổ rồi trời. Để em gọi với anh coi. Gọi. Để coi cái số nào nè. Ờ rồi rồi rồi, có đây rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vì ngoài vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau. Trời ơi anh ơi, trời anh ơi, như vậy là trời ơi không có liên lạc được anh chắc ơi. Chắc bận nhiều quá đừng gọi nữa. Hả bận hả? Đừng gọi tốn tiền lắm, gọi chữ nào tốn tiền đừng được, gọi. Thôi để em gọi lại lần nữa anh thôi, ơi. Thôi tốn tiền. Không có này Viber free không sao hết á. Để em gọi nữa coi. Trời ơi tội nghiệp quá vậy hả? Đã nói rồi, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được vì ngoài vùng phủ sóng. Hả? Xin vui lòng gọi lại sau nhé. Hả? Ủa cái gì kỳ anh? Nó bận rồi. Trời đang... ơi sao vậy? Trời thôi, thôi nghe quá. Em nói anh nghe nè, không mới tại vì em dù sao cũng sắp là dâu con rồi, em phải gọi về, em hứa với anh em gọi một lần nữa thôi. Bất quá tam em gọi một lần nữa coi làm sao. Em sốt ruột quá anh ơi, trời ơi là anh Thành ơi, anh Thành ơi, anh ở đâu rồi anh Thành ơi? Gọi hai lần mà vẫn còn ngoài vùng phủ sóng. Có nghĩa là đang trên giường phủ mền. Hả? Xin quý khách biến đi cho thoáng. Cái gì vậy anh? Cái phone gì kỳ vậy? Cái này là smartphone. Hả? Smartphone là điện thoại thông minh á. Làm sao? Nó feel được là người ta đang bận rộn và chỉ gọi hoài nó ghét. Ồ vậy hả? Đừng có gọi nữa. Nhưng mà sao mà cái phone này cái gì cái đầu mà phủ mền không biết là sao anh? Không tội nghiệp lắm. Má nó đang bệnh á. Cái nó thấy tội nghiệp quá cái má nó lạnh á. Nó phủ mền cho má nó. Trời ơi trời. Đừng gọi nữa. Trời ơi, giờ sao anh tính sao đây? Anh thấy không, coi như nè, em xin phép má em. Đó rồi má em coi như ở nhà nó đón giao thừa một mình, em lên đây em đón giao thừa với người yêu của em. Người yêu của em bây giờ là về coi như lo cho má ở Việt Nam bị hôi nách. Không,
bị ung thư nách. Trời, bây giờ làm sao mà giờ xe bus thì đâu có nên mày về trên nhà. Thôi, 6, 7 tiếng. Bình tĩnh đi, em bình tĩnh. Em biết làm sao anh ơi. Bà bình tĩnh, ngồi xuống đi. Hả? Ngồi nghe tôi nói nè, nghe tôi nói nè. Em ngồi hả? Thôi bây giờ cũng trễ rồi. Trời ơi. Không mấy bây giờ tối nay á, chị ở lại đây ngủ đỡ đêm mai về. Thôi, anh. Gì làm dữ vậy? Thôi anh ơi. Gì? Trời đất ơi, tự nhiên trong một căn nhà về rồi có một nam một nữ rồi đêm tối rồi mới lỡ có chuyện gì xảy ra sao anh, em sợ lắm. Trời đất ơi, thôi đi bà. Tôi với bà quen quá, có chuyện gì xảy ra? Chuyện nào có hàng lạ. Còn xây vọng cho quen quá xảy ra gì? Anh nói gì quen lạ lạ đây em. Không, ý tôi nói là tôi với chị á, dạ, quen quá, chị là bạn của thằng Thành, có gì đâu mà xảy ra sợ. Không được anh ơi, nhưng mà trời, anh Thành anh biết em ở đây như vậy nè, rồi đó ngồi với một đàn ông ở trong một đêm về, anh Thành anh buồn em sao? Trời đất ơi, thằng này nó cho bà uống cái gì mà bà mê nó dữ vậy trời. Đâu có uống gì đâu anh. Dạ. Chứ làm gì mới vậy? Trời ơi, anh dễ thương lắm. Trời đất ơi, anh perfect với em. Trời ơi, 50 năm trời em mới gặp được người đàn ông trong đời của em đó. Ảnh là my better half á. Trời đất ơi, là một nửa đời của em đó. Trời đất ơi. Dạ. Coi như soulmate của em á, là bạn và tâm hồn luôn. Anh dễ thương lắm. Trời ơi, anh hiểu em lắm. Anh thấy không? Anh Thành này, anh đẹp trai này, anh cao ráo đúng không? Vậy mà bao nhiêu gái trẻ qua đời anh không rung động. Mà anh gặp em lớn tuổi vậy rồi mà anh rung động liền á. Trời đất ơi, nói vậy đó hả? Ừ, tại vì anh nói cái tuổi em hợp với cái nghề của ảnh. Nghề gì? Nghiên cứu đồ cổ. Trời ơi, nghiên cứu đồ cổ, trong giận bà tôi hay nghiên cứu đồ cổ mà nó chơi đồ mới. Thì anh không có, đừng giỡn bậy bạ nè. Anh không nói xấu bạn sau lưng gì không được, anh nói thiệt đó. Anh trời, coi như anh biết cái sắc đẹp của em lắm, thì anh tôn trọng. Ha, kỳ đêm mấy tháng trước đó, cái anh lên trên em, cái anh rủ em đi coi thi hoa hậu. Anh biết không, cái trong cuộc thi hoa hậu đó, hoa hậu đang đi qua đi lại trên sân khấu nè. Anh thì thầm vào lỗ tai em, anh nói chứ em à, nhìn lên sân khấu, một hoa hậu cộng với hai á hậu cũng không thể nào bằng em được. Anh nói vậy đó anh, trời ơi, gặp sư tổ tôi rồi. Hai cô á hậu cộng với một cô hoa hậu không bằng chị hả? Dạ. Ờ, đúng rồi, không bằng tuổi. Anh, cho em bực mình rồi đó nha. Sao anh nói vậy? Sao vậy? Đây nè, vừa rồi nè, cách đây một tháng em và anh đi ăn đám cưới nè. Bữa đó em mặc áo sắc nách nha, em đánh son đỏ nha. Anh nhìn em, anh tưởng em tóc tiên á. Trời đất ơi. Trời đất ơi, bà này mới tự tin ghê. Chị giống tóc tiên hả? Dạ. À, đúng rồi, nhưng mà tới gần thấy tóc bạc. Tóc tiên. Em tức anh quá à. Đây nè, trời ơi, anh không biết đâu. Anh không hiểu bạn anh bằng em đâu. Anh yêu em bằng một tấm lòng. Đây, anh tặng cho em một bài thơ. Anh coi như là anh đặt một bài thơ mười mấy năm mới xong một bài thơ đó. Thế sao? Anh nói là, coi như là, anh nói là, anh nhìn em, anh nói: trái tim anh chỉ một lần mở cửa, đón em vào rồi khép lại ngàn năm. Trời ơi, dễ thương lắm. Trời ơi, tôi tặng chị hai câu thơ tiếp nè. Ôi gì? Đón cô rồi, tôi quên đóng cửa. Cô bước vào, có mấy nhỏ khác bước theo. Trời ơi. Thức anh quá à. Nè nè anh nha, chắc là cái ông này là ổng không có tin vào tình yêu nè, đúng không? Chưa bao giờ yêu thiệt phải không? Chưa bao giờ có người yêu, chưa bao giờ có vợ phải không? Trời 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 trời. Trời đất ơi, tôi đang vui cái tự nhiên mà nói có vợ tôi nổi da gà. Sao vậy? Bóng hay sao vậy? Phải. Chứ sao? Tôi không hiểu tại sao bây giờ người ta làm sao nha. Bây giờ tôi ra đường tôi gặp mấy cô phụ nữ toàn diện thôi mà tôi sợ quá. Trời ơi, phụ nữ toàn diện thì tốt chứ sao? Không phải, toàn diện khác. Toàn diện đây có nghĩa là sáng diện nè, trưa diện nè, chiều diện nè, tối diện nè. Trời ơi, diện vậy ai chịu nổi? Trời ơi. Bởi vậy thôi, tôi nghĩ đúng mà. Muốn không, muốn ngủ ngon thì đừng có vợ. Muốn không mắc nợ thì đừng có người yêu. Trời ơi, anh nói vậy rồi tiền bạc anh để cho ai? Tôi lo cho má tôi. Hả? Tôi còn mẹ già ở Việt Nam á, chị biết không? Trời ơi, má tôi ở dưới quê nha. Vậy mà tôi xây cho má tôi giữa cánh đồng một cái nhà lầu 5 tầng á. Trời ơi. Một mình má tôi ở với hai cô người làm. Trời ơi, sướng cái vậy. Cái tối cái máy đèn chạy rầm 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 cả xóm mới nể luôn á. Trời ơi, má anh sướng quá hả? Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, người lớn tuổi người ta khác. Sao? Anh xây căn nhà 5 tầng á chưa chắc sướng bằng anh dẫn một vợ năm đứa con về cho bà già. Không. Tôi nghĩ khác, tôi quan niệm khác. Tôi quan niệm là vợ thì mình có thể thay đổi được. Trời vợ một, vợ hai. Còn mẹ mình chỉ có một thôi. Tôi quan niệm vậy đó. Anh gan quá. Ừ. Tôi ngồi cạnh anh mà anh dám nói câu đó anh gan ghê á. Gan quá gan luôn á. Sao không dám nói? Nhưng mà nếu mà có vợ tôi thì tôi nói khác. Nói làm sao? Nhất vợ nhì mẹ. Đó là vậy đó. Dạ tôi hiểu rồi đó. Nhưng mà tôi nói chị nghe, nói giỡn chơi thôi chứ thiệt. Tôi lo cho mẹ tôi như vậy á, lo cho má tôi như vậy á. Vậy mà bà già vẫn không vui đó chị. Ủa sao vậy? Bà chỉ cần một cái thôi. Cần cái gì? Bà muốn tôi có gia đình. Đúng rồi, có gia đình cho anh.
rồi mình lớn tuổi rồi ai lo cho mình, phải có vợ có con lo chứ. Cũng giống như trong hôm nay nè, đêm giao thừa anh thấy không đó, nếu mà tôi không có ghé thì anh có một mình anh à ngồi đây thấy không, buồn khổ không đó đó, trong khi người ta ấm cúng gia đình của mình anh ngồi buồn khổ à. Nè nào giờ có biết cúng giao thừa chưa? Có mình làm đó chi mất công vậy đó, thấy chưa? Đó thôi giờ như vậy đi nè, bây giờ lỡ tôi lên tới đây rồi tôi xách đồ xách đạc lên để tôi tổ chức đón giao thừa đó, mà anh Thành thì anh đi về Việt Nam anh lo cho má anh rồi, bây giờ tôi ha tôi sẽ chỉ anh cái đón giao thừa đó, biết đâu anh thấy ấm cúng nay mai anh lấy vợ rồi con vô cho má anh vui làm sao đây nè, thấy không đó. Sao bông đào đào là có rồi thấy không đó, là nhưng mà kỳ sau mai được đem đào vô hả? Tôi kỵ đào lắm, cả đời tôi sẽ đưa cho mặt anh là đào không cho anh biết anh không thoát khỏi đào đâu cho anh biết đó, anh để đây nha phải không đó. Ở xong rồi đây nha, nhang đèn là nhà anh có sẵn rồi phải không? Có sẵn rồi. Khi nào mà đúng đêm giao thừa thì mang nhang đèn ra, nhưng bây giờ mình phải có trái cây. Đó, anh phải có ngũ quả. Đó, ngũ quả là năm thứ quả. Đây, đó. Anh phải có trái thơm. Đó, thơm để chi? Để cho nó thơm tho. Đó, mãn cầu. Đó. Thấy chưa mãn cầu? Đó, được chưa? Vừa, thấy chưa? Rồi. Vậy ta. Đủ. Đủ. Đó. Đủ đủ đó. Rồi xài. À, xài. Thấy chưa? Có nghĩa là đây là thơm tho, còn này là cầu dừa đủ xài. À. Rồi mình muốn cầu dư làm sao? Cầu dư hả? À. À được còn sao? Anh cất cái xài đi. Chi vậy? Ủa sao vậy? Cầu dừa đủ mà nó không xài là nó dư à. Hả? À. Ngộ quá. À. Cất đi. Ê, ê. Sao vậy? Nhưng mà thôi. Sao vậy? Xài đi. Ủa sao vậy, sao xài chi? Xài để kinh tế Mỹ nó lên. À, đúng rồi đó, được rồi đó. Anh thấy không? Nè đó, đó, trong đêm giao thừa anh bày ra có nhang đèn anh để ra, có ngũ quả anh để ra, rồi có hoa đào đó tượng trưng cho mùa xuân. Anh cứ thử tưởng tượng đi nha. Cái ngày 30 Tết á, đó, coi như là con cái mọi nơi ở xa tập trung về tới nhà. Đúng 12 giờ đêm. Trong cái không khí tĩnh lặng đó, tiếng pháo Tết bắt đầu nổi lên. Tiếng pháo đâu? Anh phải tưởng tượng chứ, tưởng tượng đi đã. À, tưởng tượng. Tưởng tượng tiếng pháo nổi lên nè. Đó. Tưởng tượng ra chưa? Đó. Ê, tôi nghe được tiếng pháo rồi đó. Đó, đó thấy chưa? Pháo nổ rần rang. Đó, anh bắt đầu anh chắp tay, anh khấn nguyện. Trước tiên thì anh cầu cho gia đạo anh bằng an. Cầu cho gia đạo bằng an. Đó. Rồi xong, anh cầu cho mua may bán đắt. Cầu mua may bán đắt. Trời ơi, gì kỳ vậy chị? Trời ơi, anh vừa phải thôi, anh ơi, làm gì vậy? Làm lại đi. À, đó, rồi đó. Cầu cho mua may bán đắt. Rồi, anh cầu cho tình duyên gia đạo. Cầu đi anh. Cầu đi. Sao vậy? À, cầu tình duyên gia đạo. Đó, anh ráng nha, thành tâm là tự nhiên có người xuất hiện trước mặt anh liền à. Dạ rồi đó, anh tôi ráng thành tâm lắm nè. Dạ đó. Rồi anh biết xong ha, coi như có lúc mà mình coi như mình chờ cho nhang đèn nó tắt đó. Có hộp dưa ăn cắn cho nó vui miệng. Cắn hộp dưa hả? Có hộp dưa đây. Có ai ngồi kế bên đút vô hộp vô miệng không? Anh muốn à, tôi đút cho. Thôi khỏi vậy khỏi. À dạ, đây nè. Ô không được. Đây nè, anh giữ đi. Tôi xuống tôi lấy cái dĩa để mình cắt hộp dưa mình bỏ vô đây, bởi vì nếu mà rác đến vùng một mình quét ra là mình quét tiền ra không có được. Giữ lại nha. Rồi tôi xuống tôi lấy cái dĩa cho. Đó, được chưa? Được chưa? Biết cúng giao thừa rồi phải không? À. Oh my god. She looks so nice, huh? Hello. Trời ơi Thành ơi Thành. Mày nữa Thành. Trời ơi Thành ơi, tao thấy thấy cái cô này dễ thương lắm mà mày sao vậy Thành? Rồi mày còn chạy về Việt Nam mày làm gì vậy? Ê, tao nói rồi nha. Mày không lấy người ta hay là mày không thương người ta thiệt thì mày nói chứ. Để tao hy vọng thấy tội nghiệp cổ lắm á. Mày đừng có kiểu mà quơ đủ cả nắm nha Thành. Tao là tao cứu mày lần này thôi, lần sau mày đừng có cà chớn với tao nữa, đừng mày đặt bắt cá hai ba tay đó. Tao hả? Bye. Anh Thành. À, Thành nó gọi về. Nó mới gọi về, nó nói cái nách má nó bớt rồi. Với lại nó rảnh, nó đi về quê, nó ra đường, nó bắt cá nhiều quá, nó bắt cá hai ba tay luôn. Nó bắt cá hai ba tay. Anh nín. Anh tên Quang Minh là đúng rồi đó. Hả? Chuyên môn làm chuyện mờ ám mà. Không, tôi tên Long. Giấu giếm cho bạn bè nè. Anh đừng tưởng là tôi nghe vậy mà tôi không biết. Đừng có gạt tôi nữa. Bởi vậy á, tôi công nhận á, anh cũng nói đúng một phần á. Muốn ngủ ngon á,
thì chồng con đừng vướng bận. Mà muốn không ôm hận á thì đừng có chồng con. Mà cũng anh đó nha, tại sao anh giấu tôi? Tại sao anh giấu tôi? Rõ ràng tôi vô tôi bày bao nhiêu thứ rồi, anh không nói thẳng cho tôi biết. Tôi lặn lội tôi bỏ má tôi nhà một mình, tại sao anh không cho tôi biết? Không phải. Ý cái gì? Đó, thì tôi nói, thì... tôi nói thì... anh nghe nè. Có chủ mưu với Tòng Phạm là tội ngang nhau, tại sao anh không cho tôi biết? Không phải thì tôi cũng muốn có người để đón giao thừa thử coi sao chứ bộ. Trời ơi, muốn có người giao thừa thì đi tìm đi. Chứ đừng bắt đâu tôi với anh giữ tôi lại tôi làm trò hề à. Thôi được rồi, bây giờ anh về nè, đó có rồi đó, có mọi thứ, có bông, có ngũ quả đó, anh muốn cúng gì anh cúng đi, tôi đi về. Nè, tối rồi, đừng có về, đi ra ngoài đường, nó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm nhé, tôi đi thôi, về, thôi. Tôi không ở trong căn nhà gian dối gì đâu. Nè, thôi đây nè. Không, tôi đi về á. Vậy trời ơi, phone ai nữa đây? Trời ơi, má tôi. Má. Ô dạ, dạ con gặp rồi má. Dạ con vui lắm má. Dạ con đang hạnh phúc nhiều lắm má. Chắc đây là cái giao thừa mà con nhớ đời á má. Dạ. Ô, anh tốt lắm má, anh ra ngoài bến xe anh đón con về đây nè. Tụi con đang tổ chức giao thừa nè má. Con ha má, con và anh đang ngồi cạnh nhau đây má. Dạ, tụi con hạnh phúc lắm má. Má nha, đón giao thừa một mình có buồn không má? Con vui là má vui hả má? Con vui lắm má. Dạ. Hả? Má muốn nói chuyện với ảnh hả? Má ơi, bây giờ ảnh, má, chắc, má ơi, ảnh chắc anh đang bị ho má. Dạ bác. Con Thành nè bác. Dạ. Sao bác? Bác cho phép con gọi bác bằng mẹ hả? Dạ, con chào mẹ. Dạ, thôi thì đầu năm mẹ cho phép con mừng tuổi mẹ nha. Dạ, con xin chúc mẹ được khỏe mạnh, được sống lâu với tụi con, sống trọn đời với tụi con nha mẹ. Dạ, con hứa với mẹ là con sẽ thương Duyên, con sẽ lo cho Duyên suốt đời. Dạ, mẹ yên chí, rồi năm mai con rảnh con sẽ đi thăm mẹ nha. Dạ, con bay mẹ. Dạ. Thank you. You're welcome. Ngộ ghê. Tự nhiên hôm nay tôi nói chuyện với mẹ cô, sao tự nhiên tôi nhớ má tôi quá. Cứ năm nào mỗi năm tôi cứ hứa là tôi về thăm mẹ tôi. Nhưng mà rồi bận công chuyện, rồi bận cứ lưu bu, cứ hẹn, cứ để bà già chờ, rồi đón cái Tết cô đơn hoài. Tôi thiệt có lỗi quá. Thôi thì anh ráng thu xếp coi làm sao rồi về thăm bà già đi. Để cho bà già đừng cô đơn trong căn nhà 5 tầng với 2 người làm. Ráng đi anh, vậy là anh cũng lo cho má anh đầy đủ rồi đó. Chứ anh nghĩ má tôi coi làm sao. Anh tưởng má tôi ở Mỹ mà không cô đơn sao? Đó, tiếng là ở Mỹ gần con cái vậy đó, mà con cái đi học đi làm hết trơn à. Bà già tóc bạc như vậy mà ngày nào cũng cứ lụi cụi nấu cơm nấu nước cho con cho cháu. Anh biết không? Đây nè. Rồi mang cái tính tằng tiện ở Việt Nam qua đâu dám xài vậy đâu. Cái mùa lạnh năm này nè, đợi con đợi cháu đi học đi làm hết rồi má tôi tắt máy hít liền à. Sao đó, vậy? Thì sợ tốn tiền bill con cái. Trời ơi, tội nghiệp bà già không? Tội nghiệp lắm. Thôi rồi tôi cảm ơn anh làm cho má tôi vui. Thôi giờ tôi xin phép anh nha, tôi đi về. Nửa về nữa. Chứ đây làm chi? Trời ơi, cơi tối rồi đi về. Đó, tôi lỡ hứa với má là lo cho cô, đúng bây giờ cô về. Rồi, có chuyện gì xảy ra làm sao? Anh vừa mới nói là tôi ra đường 3 ngày rồi, cũng không có con cha nào rờ mà. Thôi bây giờ khác rồi bà ơi. Khác rồi, nhưng mà nãy tôi cứu cô bằng trông thấy, bây giờ cô cứu tôi một cái được không? Cứu cái gì nữa? Giúp giùm tôi đi. Giúp cái gì? Chụp vô tôi tấm hình. Để làm chi? Gửi về cho má tôi á.
tôi post lên Facebook cho má tôi coi. Ủa, má anh có Facebook hả? Trời đất ơi, bà cha, bà chơi từng giây từng phút luôn á. Bà làm cái gì mà cũng check in hết á. Trời ơi vậy hả? Chụp giùm tôi tắm đi. Cái này chụp hình thôi cho má anh vui thôi nha. Ông ơi vui thôi. Rồi đó, đâu chụp coi. Tự xử hả? Selfie tự xử cái đi. Bà con đông đúc quá, mình chụp với bà con luôn á. Chụp với bà con, cái giơ tay lên bà con. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, cũng nhân dịp này đầu năm, Quang Minh Hồng Đào xin kính chúc quý vị khán thính giả, nhất là các bà mẹ, luôn luôn được khỏe mạnh, sống đời với con cháu. Hy vọng lời chúc này, má của Quang Minh ở Việt Nam sẽ coi được cuốn này. Dạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Vui quá. Hôm nay là sinh nhật của công tần tôn nữ Mộng Quỳnh Thi. Happy birthday to Thi. Sinh nhật vui vẻ. Và Huỳnh Thi xin cảm ơn chị nhiều lắm. Chuyện ghê chưa ạ? Cái gì vậy Thi? Chuyện trời ơi, giờ này còn cầm cái phone của bác nữa. Lại chờ đợi nữa hả? Chị, em có chờ ai mô? Em có waiting for ai đó chị? Trời ơi, thấy rõ ràng, thấy là biết liền. Waiting for chàng trai năm mấy chứ gì? Có chị. À, anh tặng em cái phone trước khi anh ra đi, để em gọi anh cho đỡ nhớ nhung. Mà có về đâu? Mấy năm miền biệt rồi không thấy về. Trời đất ơi, anh chia cho khổ vậy hả? Chờ ai, chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ. Chờ đi, chờ tới lúc á tóc bạc, da nhăn, răng rụng hết, đi lộn khộn như một bà già. Chị ơi, chị đang nói về chị đó. Ừ. Ê, không, gỗm quá. Tao nói mày á. Em rắn. Chị, em nói chị nghe nè, sinh nhật của em không biết là chị chúc em hay chị chửi em rồi đó. Chúc trước, chửi sau. Rắn rửa. Chờ một người xứng đáng thì chờ. Chờ cái đứa phản bội, chờ cho uổng công. Chị ơi, chị đừng nói rửa. Chị ơi, anh có phản bội em mua. Anh đi xa, em đợi anh thôi. Mà thời gian có cái chi đâu ạ chị. Chỉ có năm ly, năm tê, năm tề, năm tệ. Còn năm năm chị mấy ha. Rồi thì anh sẽ gọi điện thoại về cho em. Chị đừng nói rửa. Trời ơi, I can't believe it, I can't believe it. Dết, dết, dết. Đúng rồi, chờ đợi như vậy á, con thiên nha vậy nè, cũng trở thành con vịt. Chị giống con vịt đó, chị là con vịt đó. Nhà đó, này người ta nói giống ý chán kia. Dạ em thì y như con vịt. Con vịt trời. Dạ. Nhà này có bốn chị em thôi à. Dạ. Một con ngựa đau, cả tàu chia nhau cỏ. Chị ơi, em nghe này có cái gì sai sai à? Sai gì? Chị nói chị là con ngựa. Đúng rồi, tao là... Tao nói tao rất ngựa nhưng mà tao không phải con ngựa. Em biết rồi, em biết chị rất ngựa rồi. Ừ. Nhưng mà tại răng mà chị ăn hết cỏ của em. Chứ sao? Mày đau, tao còn ba đứa tụi tao phải chia nhau cỏ ăn cho để thúi hết sao? Trời ơi, trời ơi, nghe đoạn hậu dự rửa ha. Bà Thi, răng. Tụi tôi quan tâm cho bà sao bà Thi? Chị, gì? Tên em nhẹ như một bài thơ mà chị nói bà Thi. Ghê quá chị ơi. Chị nói lại đi. Em, Huỳnh Thi. Huỳnh Thi. Dạ. I love you. I love you too, Marie. Ủa, sao biết tao tên Marie hay vậy? Chị đổi tên miệng mà. Dễ thương quá à. Dạ, chị phải thương em, chị phải quan tâm về em. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan tâm của chị đó làm xúc phạm em lắm. Xúc phạm gì? Anh bố có phản bội chị ơi. Anh mà phản bội thì trời ơi, cái đời này nó khổ nàng làm chị. Cái gì?
Mày mới chửi ai khốn nạn vậy? Ông còn em nói em khốn nạn, em nói con nói chị trời khốn ơi, nạn đó. Rõ ràng mà nó sao chị khốn nạn rửa hi. Trời ơi, đâu có chị hi vậy? Tao nghe mày nói vậy rõ ràng. Em đâu có nói chuyện đó chị tao ơi. Tao quýnh mày cho không được. Không có chị ơi. Gì đây? Hả? Lại đánh nhau đó à? Không có. Bỏ ơi. Tao đợi mày ra. Mày xử con nhỏ đây nè. Bây giờ mà cầm con phone cùi bắp để chờ đợi nó mày thấy không? Em để kia rồi. Thôi. Hôm nay birthday bà, tha cho bà một lần đi. Đây. Happy birthday chị Thi. Hình Thi cảm ơn chị nữa. Đây, chú Bình kỷ niệm nào. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó chưa bây giờ ra sao. Em có con đôi má đào. Trời ơi, nhăn quá. Như ngày nào. Em chị nói em nghe nè, chị nói em nghe, em delete dùm chị please em ơi. Cần không. Delete dùm chị đi em. Tôi sẽ phải giữ nguyên cái tấm hình này để làm gì? Làm bằng chứng cho 5 năm chờ đợi là một sự sai lầm. Bà nhìn đi, mặt bà trong này nhăn như quả táo tàu. Chị nói em nghe nè, chị có cái app này nè, táo tàu thành táo tươi liền em. Thôi đồ bắp lấy app đâu mà vô. Được à? Bà Thi ơi, bà Thi, bà lụy tình quá. Chị. Tôi nói cho bà nghe này. Giờ này á, chắc là cái thằng cha kia đó, chắc là một đai hai đùm rồi. Em ơi. Trời ơi, nhà mình phụ nữ phòng khuế chiếc bỏng không em nói chi nghe măng trộn ụt dột dự rửa he. Sao? Em nói chi măng đàn ông hai đùm chi mà ghế chìm rửa. Hai đùm. Trời ơi, mày nghe cái gì vậy? Thôi cái đó. Một đai, đai tiếng Mỹ là chết. Ờ. Hai đùm là vợ con đùm đề bà. Ờ. Chứ bà nghe hai đùm gì? À. Rửa à? Rửa à mà dịch tiếng Mỹ có nghĩa là rìu lý đó. Rửa mà làm em nghĩ vận vớ không chị ơi? Nhà mà cái đầu óc. Con đi nè, con đi nè. Hẳn nói chuyện mà em nghĩ đen tối. Mày bây giờ nói chuyện đàng hoàng. Lần sau nói rõ nó tầm tối lắm đó. Tôi là hai bà già. Tội ghê. Thẩm nghe. Không nói bà già nghe. Tao giết mày bây giờ á. Hai bà không còn trẻ. Trời ơi, con mày xúc phạm tới tao. Không được nói cho như rửa nghe. Chứ mệt quá, hai bà điên. Điên. Đấy, điên đấy. Thế là điên đấy. Tao không có điên. Cái con này nó mới điên nè. Bây giờ cầm phone của bắp đợi mày nghĩ coi nó điên hay không. Bà Thi à. Dạ. Yeah. Tôi nói cho bà nghe, trên đời này á, thà là ta phụ dai chứ không bao giờ để dai phụ ta. Đúng. 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 Thấy chưa? Như sữa thì đâu có gì là interesting đâu. Em ơi, cuộc đời sometimes mình phải để dai phụ ta để mình biết thực tình là chi. Bởi vì khi thực tình như rửa em biết không, tất cả những nhà soạn nhạc có những bài nhạc hay bởi vì họ bị tương tư. Những nhà thi sĩ có những án thơ hay là vì họ tình phụ. Còn những nhà văn mà viết truyện ma rợn người tại vì họ sợ ma. Hả? Vậy là chú Nguyễn Hồng Hạ sợ ma à? Sợ ma thì chị không biết, nhưng sợ vợ thì có đó. Thôi bà ơi, bà đang thi thơ ở đây á, cái thằng cha kia chắc là ôm 1 tỷ con rồi ấy. Never, never, em đừng nói rửa. Never. Tao nói mày nghe. Cái gì? Nói lén đó thôi nha. Tao nghi cái thằng đó bây giờ qua Thái Lan rồi. Qua Thái Lan làm gì? Chuyển giới. Úi dồi ôi. Mày biết sao không? Đàn ông bây giờ hay qua Thái Lan chuyển giới lắm. Đang thằng anh Dũng. Ờ. Đang anh Dũng phải không? Thành cô Diễm. Ờ. Chắc có bằng đi. Tao vô đây á. Trời ơi, ôi. Em em sợ hai chị quá à. Cuộc đời này phải cân bằng chứ. Phải có trắng, phải có đen, phải có sáng, phải có tối, phải có ấm, phải có dương. Ừ. Phụ nữ là phải cần phụ nam. Không, phụ nữ là phải cần đi khám phụ khoa nữa. Không, chỉ cần phụ tùng. Trời ơi, em chị ơi, trời ơi. Em nói chị nghe, đàn ông như là bóng tùng quân vậy đó. Kiếp sau em vật đàn bà. Chàng ơi, em dựa vào chàng nữa nghe. Đánh cho bà tỉnh ra này. Đi rửa. Bà đứng thẳng lên cho tôi, bà có xương sống không ạ? Chị có xương sống như dừa vào trai hẳn sướng lắm em. Trời chị bà đó nha. Đắng. Trời sinh ra đàn ông á là người ta phải cần mình. Đúng chưa? Bây giờ em hỏi chị nhá, đúng không? Chị Hoa này. Bây giờ nhá, nếu như trên thế giới này không có những bông hoa đẹp như chúng ta, đàn ông mà không có chị em phụ nữ thì thế giới này nó sẽ như thế nào? Đúng không? Đúng. Chuẩn chưa? Hay quá, nhưng mà tao ngược lại. Có cái gì á? Tao không có đàn ông, tao chịu không nổi.
Nói nghe, nói là nói vậy thôi, nhưng mà cỡ em vậy nè, em ra đường á thiếu gì trai theo. Thiệt nha, 18 tuổi cũng bà đó. Đừng có điêu, 18 theo bà làm gì? Dẫn tôi đi ăn bô bà. 22 tuổi nó dẫn tôi đi movie, 55 tuổi nó dẫn tôi đi shopping, 82 tuổi nó đưa bà ra nghỉ địa, nó đưa tôi đi lãnh tiền già. Bà điêu, 82 tuổi mắt mờ chân chậm mà đạp ga thế nào rồi mà đưa bà đi lãnh tiền già? Tụi tao đi xe bus. Ôi tao kinh rồi. Trời ơi mẹ chị ơi, đàn ông họ bần rồn lắm, họ không có làm mấy cái chuyện mà đi trà sữa hay đi shopping đâu. Bần gì? Bần lắm, bởi vì họ còn ngang dọc sơn hà, thương tràng cùng với chiến tràng sông pha. Trời ơi con lạy mẹ rồi. Đang ơi, giờ này còn chiến tràng với cả chiến trận. Này, hả? Giờ này á, tôi nói cho bà Thi nghe, bà Thi, bà đừng có mơ mộng nữa. Đàn ông á chỉ muốn chiếm nàng thôi. Đúng không? Đàn ông này nhá, đây nhá, em chứng minh cho chị thấy, chỉ mê sắc, đúng, mê tài. Đúng. Đây, bây giờ em đổ một câu nhá. Ừ. Đàn ông mà không có dụng tim xuống em làm con chị. Câu gì, câu gì? Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa nên duyên tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm. Bà bị điên à? Tôi đã hát dụ trai, tôi hát dụ bà rồi bà khóc. Bà mũi lòng quá. Ôi duyên. Nhưng mà thôi, nói nghe, bây giờ trên thế giới này ai có con nhờ con, có của nhờ của. Chị em phụ nữ chúng ta độc thân, có tài gì chơi tài đó. Chị nói em nghe nè, chị thì làm thơ, em thì hát hay. Đúng. Có mũ áo sánh đây nè, không có tài chi hết đó. Nô tá lên tịt. Bà kia nói xấu gì tao vậy? Bà có cái tịt gì không? Tịt là gì? Ta lên tịt ý, tức là tài đó. Tài sao không? Cái gì? Trời ơi, trong tứ tuyệt mỹ nhân cầm kỳ thi quả. Ừ. Tao là đại tỷ nè, tao chọn cái cuối cùng. Ừ. Quả. Dẻ. Hoa. Có bao giờ thấy chị Hoa vẽ đâu nhỉ? Có, chị có thấy. Ba tuần trước chị Hoa một bức tranh con chim mà nhìn như con cú. Cái gì? Con gì? Con cú. Trời ơi. Trời ơi má ơi. Em đâu buồn tới giờ nói tôi Huế nó mệt quá. Trời, chị thường nói có em mệt quá. Em nói lộ em nói là con chim nó thành con cú. Tại sao mà bà vẽ con chim thành con cú? Tao nói mày nghe, tao vẽ, tao nói tiếng Nam là tao vẽ, tao không có vẽ chim chóc. Bà vẽ cái gì? Tao vẽ đàn ông. À. Đàn ông mà tới với tao, tao bắt cà thẻ. Rửa là vẽ cho ra bạc ra tiền, nhưng mà hạnh phúc thành tiên mấy hồi. Ôi, cái bà này bà lây thơ bà rồi à? Cái gì? Ôi, bây giờ không phải vấn đề của chị em mình nữa mà bây giờ phải nói cho bà này tỉnh ra. Chứ bà này lụy tình quá rồi. Nói cho nó tỉnh đi. Tỉnh chuyện ra gì đi. Nữa vậy? Nói gì? Ta nói về. Chuyện gì nữa vậy? Về. Con mới về hả con? Má đánh ai bất tỉnh hả? Hả? Ờ. Không có. Không có. Nhà này không ai bất tỉnh, còn má là bất thương thôi. Không. Má đợi con về á, con xử con này nè. Giờ này cái phone của bác nó còn cầm trong tay kìa con. Ờ. Xử để trên bàn rồi. Nó để kìa. Chờ nữa hả? Chị Thi. Xử nó đi con. Chúc mừng sinh nhật chị. À. Ủa? Cái hoa đâu rồi? Em ơi, trời ơi. Gì mà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em chúc chị sớm tìm được hạnh phúc. Ok. Đó. Chúc em tìm hạnh phúc đó. Cảm ơn em nhiều lắm. Nín. Cả nhà nghe đứa nhỏ tuổi nhất nói nè. Đàn ông. Chị là phụ nữ, chị là mộng Huỳnh Thi, chị không phải Huỳnh Thi em ơi. Em biết rồi, em không có nói chị. Đàn ông là cái gì? Không là cái gì hết. Nothing nữa. Man and nothing. Còn chị em ta làm gái. Hả? Hả? Là làm gái. Con, má còn làm được không? Chị làm đâu mà làm được nữa. Sao không được? Hai bà đều không làm được, ra thôi. Tôi biết bỏ chỗ nè. Trời ơi, mấy má ơi, nghe tôi nói nè. Ý tôi nói là còn chị em chúng ta phận làm gái. À. Là phải điều khiển được đàn ông.
Thấy gì không? Kiki. Ơ tên chó. Trời ơi nó tên kỳ kỳ, chó gì? Chứ chào chị quên. Đúng. Kỳ kỳ. 22 tuổi đời, 6 năm chia bài. Đạt danh hiệu người chia bài giỏi nhất casino Pechanga. Cái đó là chuyện nhỏ thôi. Ngoài ra, Kỳ còn có nhan sắc, một thân hình bốc lửa, tuổi trẻ và cả một tương lai bừng sáng. Làm sao đấy? Vậy là má không còn gì hết con ơi. Đúng rồi, sao mà còn được. Ai mà muốn nhào vô em á là phải cao hơn em một cái đầu. Ừ. Thông minh. Đúng. Có tiền. Chuẩn. Đẹp dai. Chị thích đẹp dai đấy. Ôi, đẹp. Nhưng dai. Mà con còn nhỏ, con đòi hỏi gì được. Cỡ má đòi hỏi nó đục vô mặt má sao. Ai đụt vô mặt bà? Ồ đúng rồi. Làm như thế là rất là ác. Ừ. Người ta sẽ không bao giờ đụt vô mặt chị cả. Vì đánh người không bao giờ đánh vào mặt và đánh vào đầu. Đúng. Hỏng rồi. Thần kinh. Đúng rồi. Nó chỉ làm như thế này thôi. Sao sao chứ? Vạt. Ồ ôm siết lấy chị. Không. Nó trói bà vào ấy. À, kiểu mới, kiểu mới. Kiểu mới hả? Nó bịt mắt chị lại. Ồ lãng mạn. Nó nhét rẻ vào mồm chị á. Trời ơi. Ồ 50 set upgrade à. Xong rồi nó bế chị lên. Ui. Nó bưng chị, bỏ chị vào một cái lồng. Trời. Ồ. Tuyệt vời quá. Nó bò cái lồng đó lên một cái bè. Nó đẩy cái bè đó ra biển. Ồ, hả? Thế là sóng biển dập dần dập dần. Chị trôi đi, trôi đi, trôi đi, trôi đi. Chìm luôn, mất xác. Thôi. Đó là nó thủy phản chị rồi chị ơi. Vậy là chị chết hả? Chứ có gì nữa. Thôi đừng có chọc má em nữa. Không phải là chọc mà là tại vì trong cái nhà này, nếu mà nói về tự tin á, là chỉ có mình cưng là tự tin được thôi. Phụ nữ của chúng ta, dù bất cứ tuổi nào đi nữa, mình cũng phải có power. Sai. Thật rồi. Power. Yes. Power. Đấy phải hướng là thế. Thành ra theo như bài Blackjack á, thì lật ngửa bài lên. À chị Thi. Dạ. 16. Trời ơi 16 trăng tròn em. Chị trẻ dự rửa sao em. Bà điên à. 16 tức là chả có điểm gì hết ý. Là răng. No no no. 16 nút. Hả? Đấy. Bà nghe chưa. 16 nút thôi. Điên trung bình. Chị đây. Còn chị. Ừ. Chị hát hay. Đúng rồi. Chị 18 nút. Không. Chị phải 20 ý. 20 là em. Không ạ. À, tao nghe là tao phải 20 ấy. 20. Ok, cho chị 20 luôn. Em 21. Con điên. Còn má con mấy nút con? Quắc. Ôi trời ơi. Vậy là má chết lần nữa hả? Ngoắc, ngoắc tức là không có điểm gì đó, là bà trên 21 là bà đi luôn á. Bà thua trắng tay đó bà. Thôi, dù bất cứ tuổi nào mình cũng có nút hết. Thành ra là con ở trong sòng bài á, con quen nhiều. Con có cần chờ đời không? Đúng. Ừ. Rồi. Ừ. Dù bất cứ tuổi nào mình cũng có nút. Ừ. Thành ra mình không thể nào là người chờ đợi được. Mà đàn ông phải là người chờ đợi chúng ta mới đúng. Ừ. Thấy chưa? Nếu mà có chờ, chờ chút xíu thôi. Ừ. Em á hả, mà bắt em đợi quá 5 phút á hả, là em bỏ liền. Get out of my life. Ừ. Chuẩn. Đằng nghe này chứ? Hả, không những 5 phút, 5 giờ, 5 ngày, 5 tháng, mà tới 5 năm. Oh my gosh. I can't believe it. Mày lây bà. Okay. Ôi cặc em ơi. Ừ, nhưng mà cặc em ơi, cặc chị ơi. Gì? Nhưng mà phụ nữ Việt Nam của chúng ta có truyền thống chờ đợi. Cặc em có biết cái bài Hòn Vòng Phú không? Biết, biết chứ. Người vòng phù trong lúc gió mưa. Ôm con chờ chồng hỏa đã. Bé con đã ngoài công để đứng chờ. Cuộc chi là chi? Mẹ ơi, người ta có con để mà bế. Còn mẹ thì có cái gì bế. Dù sao đi chăng nữa thì em nghĩ là thôi, chắc thì chị cũng mãi mãi trở thành một hòn vọng phu còn trinh mà thôi. Hòn chi cũng được, phải em phải chờ thôi. Mệt bà ơi, theo ý kiến của Kỳ,
muốn quên người cũ là phải có người mới. Đúng rồi. Ê, con giới thiệu cho nó đi con. À, lên đi. Em có một ông này đang theo em mà em chưa có chịu. Rất hiền. Được. Mặt mày sáng sủa. Ok đã. Lương căn bản. Hát rất hay. Ờ em thích đó. Nhưng mà chỉ tội thấp hơn em cái đầu. Bằng kiêu. Nếu mà kiêu là kiêu không thích chị mô. Sao lại không thích? Không, không phải bằng kiêu. Ai? Em bằng kiều. Bằng phẳng à? Tào lao quá. Nè, nhỏ này giới thiệu tào lao, chị giới thiệu người này được lắm nghe. Chị mà cũng có người thương chị này chứ sao? Chứ sao chị nhường cho em đó. Rửa à? Người to cao. Được. Cái mặt như cái bánh bao. Không biết nói xạo. Rửa à? Ưu điểm là không bao giờ biết bỏ tiền ra bao ai hết. Biết rồi. Em biết luôn. Người này tên là Chí. Ông này ông nói tài lắm á. Em chịu mô. Trời em lấy người đó về để em trả tiền suốt đời. Em ránh thôi không được đâu. Em chịu mô. Sếp cũng chịu em chịu ai hết đó. Mệt quá đi. Thôi chờ có ai chị giới thiệu cho chị Thi đi. Ôi. Mày giới thiệu đi. Điền à. Này. Trên đời nhá các cụ dạy rồi. Trên đời có bốn cái ngu. Làm mai. Gác nợ. À lánh nợ. Gác cu. Cầm dầu. Rửa mà nó cũng mà bây giờ đợi. Mình đi làm mai đấy, lúc mà chúng nó hạnh phúc sung sướng thì chúng nó gọi tên nhau, mà lúc mà chúng nó cãi nhau thì chúng nó đem tên mình ra chúng nó chửi. Em đâu có ngủ. Trời ơi không vậy. Để thôi đọc. Chị có gì chị khuyên cho chị Thi đi. Khuyên á? Gì đó chị có lời khuyên gì đi. Đời chị cũng có ra gì đâu mà khuyên nhỉ. À em biết rồi, em có lời khuyên như này cho chị Thi này. Chị Thi à, ngày hôm nay là ngày sinh nhật chị. Em xin trân trọng gửi cho chị một lời khuyên như sau. Nếu mà chị phải sống với một người đàn ông không ra gì thì chi bằng chị ôm gối một mình ngủ sướng hơn. Yes. À. Hay quá. Dạo. Yes. Các bạn ơi, giờ là các bạn không biết tình yêu là chi rồi. À. Chị Hoa. Gì? Chị có bao chứ mà có một người đàn ông không ruột thịt chi hết mà chị bị bình á, nấu chảo đuốc cho chị ăn. Chị có chưa? Mặt đơ ra thế là chắc không có rồi. Em cầm ơi. Có khi nào có một người đàn ông cao quỳ dưới chân em để bóp chân cho em, sau đó cọc em lên vai đi hết một con dốc đồi cao chót vót, em có chưa? Rồi mặt vậy là không có luôn. Còn Kỳ ơi, em có bao giờ có một người đàn ông đứng trước cổng trường đời mưa dưới mưa để chờ đợi em chưa? Nó gái rồi, không có đâu. Có nghĩa là răng, có nghĩa là chưa ai biết yêu hết. Còn em hạnh phúc lắm. Em yêu và em được yêu chị ơi. Ôi bà điên rồi. Điên quá, để cho nó đứng đó đi. Mệt quá. Nói ngoài không nghe. Trời ơi, Cali hạn hán, có mưa đâu mà biết. Trời ơi, ví dụ như tôi cũng có bị sốt đi nữa. Có điện thoại. Vâng. Cùi bắp của chị ra. Con này. Chết ra của chị. Của chị. Cho nó bắt đi. Khoan. Cho nó bắt đi. Mình chờ được 5 năm thì đợi 5 giây có sao đâu. Không được. Đúng rồi. Đúng không chị? Không. Đúng không? Đúng không? Cho chị em ơi. Trời ơi chị chờ 5 năm nay em ơi. Tắt rồi. Tắt rồi. Hello. Hello. Tắt rồi. Cái con nhỏ này. Mày bảo chờ. Các bạn cũng biết mình chờ cái điện thoại này bao nhiêu năm nữa rồi không? Mình không dám đổi điện thoại. Trong cái điện thoại này chỉ có một số phone của anh ấy. Mình không dám đổi nhà, sợ anh ấy lạc lối. Nhiều đêm mình mơ nghe tiếng chân anh ấy, hoặc một tiếng phone reng. Thì tại sao không cho mình bắt? Tại sao các bạn không cho mình bắt phone? Có voicemail. Nghe đi, voicemail. Nghe đi. Khoan, à, nghe đi chị, nghe mày, đi. Nghe đi chị. Chị nghe đi. Thi,
Bác là ba của Việt đây. Bác xin lỗi vì hôm nay mới gọi cho cháu. Bác nói chuyện này có lẽ cháu chưa biết. Cách đây 5 năm, đúng vào ngày sinh nhật của cháu, trên đường đi gặp cháu, Việt nó bị tai nạn, hôn mê, cho tới tận bây giờ mới tỉnh. Người đầu tiên mà Việt muốn gọi là cháu. Việt nó muốn nói một lời xin lỗi và mong cháu tìm được hạnh phúc của riêng mình. Về phần Việt thì cháu đừng có lo, đã có bác ở bên cạnh nó rồi. Bác cảm ơn cháu, chúc cháu bình an. Có biết chăng em giờ này xót xa trong lệ cay, đắm đuối với xác thân hao gầy. Nào dễ phai khi mặn môi, với em là trọn đời. Yêu anh, chỉ mình anh thế thôi. Em xin lỗi anh. Đáng lý 5 năm nay em phải ở cạnh anh để chăm sóc cho anh. Các bạn ơi, mình là phụ nữ, cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng cần có một tình yêu bên cạnh. Nếu không thì sẽ cô đơn lắm. Tôi xin phép cả nhà, tôi đi tìm tình yêu của tôi. Tôi đến với anh ấy đây. Chào các bạn. Có biết chăng em giờ này xót xa trong con à? Mẹ đây. Ừ, mẹ nhớ con quá nên mẹ gọi mà. Hello, anh Bằng hả? Tối nay anh chở em đi coi phim hả? Nhưng mà anh đừng có dẫn má anh theo nha. Hello, anh Chí Tài hả? Tối nay mình đi ăn sushi nha. Hả? Anh bao em hả? Trời bão. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.